Chương 151, Phục Hoạt Chi Thạch Không biết là nguyên nhân gì, hôm nay trong vương thành nhiều người một cách khác thường, từng nhà đèn đuốc đều phá lệ sáng tỏ, khắp nơi đều là dòng người cùng hoạt động tiểu thương, tiểu hài tử tiếng cười vui không dứt bên tai. Thẳng đến rốt đi tới hôi nhai lúc, người mới dần dần hy hữu. Hôi nhai là một cái mười phần chật hẹp âm trầm đường đi, chợt có người đi đường đều được sắc vội vàng. Ven đường phòng ốc phần lớn là cửa hàng, u ám lộn xộn, liền treo ở trước cửa cây đèn đều u ám vẫn đục, che kín ô uế. Cơ hồ không có cư dân phòng. Rốt nhìn lướt qua, cách đó không xa tủ bát bên trong trưng bày một đoàn dây dưa thân thể. Cách một mặt tiền, vô số lọ thủy tinh tử bên trong ngâm ánh mắt, đầu lưỡi, đại não các khí quan. Một cái âm trầm cổng tò vào bên trong, một cái vu bà gia họa chính nấu chính một nồi phân đồ vật. Đây là nơi quái quỷ gì? Rốt cảm thấy sợn cả tóc gáy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Không phải loại địa phương này, sao có thể làm ra đá phục sinh loại này tà vật đâu. Rốt đè xuống bảng số phòng, đi tới hôi nhai số 17. Đây là một cái âm trầm tảng đá phòng, mang theo một cái chật hẹp tiểu viện. Làm bằng đá đại môn đóng chặt. Rốt theo A Đoá nói tới gõ gõ đại môn bên cạnh màu đỏ tấm gạch. Đồng 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 bang bang. Tam trọng hai nhẹ. Mấy phút đồng hồ sau, bên trong truyền tới một khàn giọng vẫn đục thanh âm. Ai? A à đóa giới thiệu đến thợ săn. Trầm mặt một lát, cửa đá mở ra. Vào đi. Rốt trảo bước tiến lên cửa, nhìn thấy một cái che kín cho bụi cùng tạp vật tiểu viện. Một cái nhướng mày mắt, bồn máu miệng, mặt mũi nhăn nheo, như là ác quỷ lão thái bà đứng tại trước nhà đá, lạnh lùng nói, vào nhà. Nàng quay người tiến vào thạch ốc, âm trầm trầm cổng tò vào nuốt hết thân ảnh của nàng. Rốt do dự một chút, còn là đi vào theo. A à đoá hẳn là sẽ không hại người, tận thế giáo đồ cũng sẽ không đem cứ điểm thả tại rõ ràng như vậy địa phương. Trong nhà đá mười phần âm trầm lại chật hẹp, các loại tạp vật một mực chồng đến nóc nhà, không khí tràn ngập gây mũi cây độc mùi, mười phần khó ngửi. Rốt đi theo lão thái bà đi tới phòng tận cùng bên trong nhất. Nơi này tự hồ là nạn luyện chế dược tệ hoặc vật phẩm nơi chốn, thoáng rộng rãi một chút, chủ yếu là đem tạp vật thanh mở, mang lấy một ngụm nồi lớn, một tấm dính đầy vết máu bàn giải phẫu, mà một cái tảng đá làm bàn chế tác. Lão thái bà xoay người, vẫn đục con mắt nhìn chầm chầm hắn, không nói gì. Rốt có chút kỳ quái. Nàng mặc dù tuổi già sức yếu, xấu vô cùng, nhưng trên thân nhưng không có loại kia dáng vẻ nặng nề chết vị băng hàng cùng lạnh lùng từ trên người nàng lộ ra đến có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm ý vị hắn lễ phép nói ngài chính là dược bà a ta tới là muốn tìm ngài chế tác mấy món linh tính vật liệu dược bà lãnh đạm nói giá tiền của ta rất đắt rốt trong lòng vui mừng nàng mở miệng nói rất đắt không có hỏi làm cái gì đồ vật chứng minh nàng rất có tự tin không phải người bình thường ta muốn chế tác một viên đá phục sinh Dược bà trầm mặt lại, nàng không có trả lời, tại thạch ốc gian tạp vật dạo bước tìm kiếm. Rốt kiên nhẫn chờ đợi, gian nhà đá này trên thực tế rất lớn, lộ ra chật hẹp là bởi vì tạp vật quá nhiều, khắp nơi đều là đội lên nóc phòng năm đấu tủ, giá sách, cất giữ tủ, hoặc từ tạp vật mệt mỏi thành núi nhỏ. Sau một lát, dược bà đi trở về, trên tay cầm lấy một trái tim, một con khô quắc nhện, một đống bùng đồ vật. Mười nghìn ngân tác. Nàng nói có chút ít quý, nhưng đối với hiện tại rốt mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chờ một chút. Hắn nói. Hai tay lũng tiến vào tay áo, trực tiếp tiến vào mộng cảnh, số 10 cái lớn nhất mệnh giá ngân phiếu mang ra ngoài. Đây là tiền. Rốt đem làm bằng bạc tiền mặt từng cái mở ra. Hy vọng ngươi có thể để cho ta hài lòng, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hừ, có biết hay không sợ phán quyết nội vụ giám tra trưởng Loren là người thế nào của ta? Đây là rốt cùng màu xám sản nghiệp người liên hệ lúc kinh nghiệm, một tay đàm tiền, một tay đàm quyền. Dược bà không để ý đến uy hiếp của hắn, quay đầu đi tới bàn chế tác trước bắt đầu làm việc. Một cái giờ chuông. Nàng lãnh đạm nói, cấp tốc đem trái tim cắt thành phiến mỏng. Cũng bắt đầu nấu chín nhện. Rốt không có lên tiếng quấy rầy, đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi. Dược bà quả nhiên không có thẹn với hình tượng của nàng, một cái giờ chuông về sau, nàng đem một viên che kín huyết sắc dấu vết tảng đá giao đến rốt trong tay. Rốt tiếp nhận tảng đá, lập tức đưa vào trong mộng cảnh, đem tảng đá để lên bệ đá. Phục sinh chi thạch, phía dưới, đá phục sinh, ba cái chữ lập tức phát sáng lên. Không có vấn đề. Cuồng hỷ lập tức càng quét nội tâm, rốt lập tức trở về thế giới vật chất, đem tiền đưa tới, cười nói, không sai, hàng rất tốt, hy vọng chúng ta lần sau còn có thể hợp tác. Dược bà nhìn xem hắn, ở trong mắt nàng, cái nam nhân này chỉ là nắm chặt tảng đá, nhắm mắt lại, mấy giây sau liền bỗng nhiên mở mắt ra, đem tiền đưa tới. Dược bà trầm mặt thu hồi tiền. Nhưng rốt nhưng không có vội và cáo từ. Hắn hưng phấn nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, lại hỏi, sống huyết nhục có sao? Dược bà im lặng nói, đây là linh tính vật liệu, cần bất tử đặc tính người trên thân huyết nhục, ta không có. Rốt gật gật đầu, hắn kỳ thật đã tìm tới thu hoạch được nó biện pháp, chỉ là nghĩ có thể hay không tiết kiệm một chút sự tình, không được thì thôi. Lại hỏi, khôi lỗi chi mộc có sao? Khôi lỗi chi mộc là chế tạo một khôi lỗi chủ yếu vật liệu. Một khôi lỗi lúc trước ở trong kiếm quan thế nhưng là phát huy không nhỏ tác dụng. Dược bà lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không làm. Rốt kinh ngạc nói, vì cái gì? Đây không phải dùng để săn giết quái vật rốt đột nhiên nhớ tới, khôi lỗi chi mộc giống như có thể dùng đến làm mê hồn loại hình sự tình. Lần trước tên gian thương kia liền cho rằng hắn muốn đi dùng thứ này đùa bỡn nữ nhân. Làm sao ngươi biết đúng không? Rốt phản bác. Ta có đặc thù công dụng. Nói còn chưa dứt lời, dược bà liền đánh gãy hắn, 500 ngân tác. Không để ý tới kinh ngạc nàng bỗng nhiên chuyển biến thái độ, rốt thất thanh nói, 500. Lần trước tên gian thương kia bán ta 5 ngàn dược bà quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, là Trích Si, hắn chuyển tới nội thành khu lệ thủy nhai số 18. Tốt. Rốt cắn răng nói. Hắn xong, ngươi trước cho ta làm 20 cây. Rốt lại móc ra 10.000 ngân tác, lần này trực tiếp đưa tới. Ta còn muốn quỷ linh cho cốt, hoàng mỹ lệ tích thạch cùng tinh quang mảnh vỡ. Dược bà nhìn qua rất đáng tin cậy, rốt dứt khoát liền đem tất cả cần vật tư đều mua cái này một trận lớn mua sắm xuống tới trên thân lại chỉ còn lại một trăm ngân tác nhưng vật tư toàn góp đủ rốt vui vô cùng cười nói hàng của ngươi rất tốt hy vọng lần sau còn có thể tìm ngươi dược bà lạnh nhạt nói đóng kỹ cửa lại rời đi thạch ốc về sau rốt tìm cái yên lặng vị trí tiến vào mộng cảnh hiện tại phục sinh chi thạch chỉ kém một dạng tài liệu sống huyết nhục rốt đi tới nơi cất giữ đem tà quỷ chi thạch lấy ra ngoài. Tà quỷ chi thạch từ tà quỷ máu tươi ngưng kết mà thành lực lượng hạch tâm, nhưng làm linh hồn vật dẫn. Khoảng thời gian này, Rốt đã biết rõ nó cách dùng, cũng bởi vậy sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn lại lấy ra hai mươi phần linh tính, đi tới bên ngoài, dùng linh tính trải thành một cái ngược lại hình tam giác, đem tà quỷ chi thạch thả tại chính giữa. Đi tới linh hồn tế đàn trước. Phía trên trôi đầy to to nhỏ nhỏ linh hồn chi hỏa hết thảy có 160 cái chuột bệnh, 137 cái ô uế ác thi, còn có 67 cái những quái vật khác. Nhìn như rất nhiều, nhưng coi như đem bọn chúng toàn bộ hiến tế, thu hoạch được vô linh chi hồn cũng sẽ không vượt qua 10.000. Những này nhỏ yếu linh hồn, bây giờ đối với rốt đến nói đã không có quá lớn tác dụng. Rốt từ trên tế đàn lấy ra Gregor linh hồn, linh năng nhẹ nhàng đụng một cái, lạnh giọng nói, Gregor, ngươi cũng dám lừa gạt ta. Đã bị cất đặt rất nhiều ngày linh hồn lập tức điên cuồng gào thét nói, "Chủ, ta không có a, à, ta không có." Có chút ký ức khả năng mơ hồ. "Nhưng ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài a." À. Rốt lạnh lùng nói, "Lừa gạt chủ tội nghiệp là không thể tha thứ, nhưng ta nhân từ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tại hắc ám cùng trong thống khổ kiên trì 49 ngày, ta liền vì ngươi tái tạo thân thể để cho ngươi tự do." Gregor cùng hỉ hô, cảm tạ chủ cảm tạ chủ, ta nhất định vì ngài thịt nát xương tan. Rút đi tới tà quỷ chi thạch trước, đem linh hồn buông xuống. Sau một khắc, cả viên trên tảng đá đều toát ra cường đại hắc khí, một cái dữ tận ma quỷ khuôn mặt hiển lộ ra. Vô số màu đen bụi gai sợi đằng từ đó rút ra. Cuốn lên linh hồn, đưa nó kéo vào trong viên đá. Gregor linh hồn, đem vĩnh cửu bị tà quỷ chi thạch nghiền ép đòi lấy, trở thành nó chất dinh dưỡng. Về sau, một đầu cường đại tà quỷ, đem ở trên tảng đá sinh ra, nó sẽ có được cái linh hồn này toàn bộ đặc tính, cũng thu hoạch được toàn bộ nó lực lượng tăng thêm. Tà quỷ sẽ kéo dài 49 ngày, về sau tính cả tảng đá cùng linh hồn đều hóa thành bột mịn. Mà Gregor đặc tính là lòng giam cùng tử uyên, tử uyên có thể để một người từ đầu tới cuối duy trì sống đặc tính, từ trên người hắn cắt lấy huyết nhục, chính là sống huyết nhục. Đây chính là rốt kế hoạch nuôi một đầu tà quỷ, cắt thịt lấy máu, xâm lấn lúc ra tiền tuyến. Hoàng Mỹ Rốt nhìn chầm chầm trên tảng đá lăn lộn mây đen, trong lòng ít nhiều có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần thứ nhất làm chuyện loại này, không nắm chắc là bình thường. Sau một lát, mây đen định chỉ lăn lộn, mở ra miệng rộng. Rốt biết, đây là nó cần nuốt ăn cùng Gregor linh hồn bản chất tương quan vật liệu lấy đúc lại thân thể. Gregor linh hồn bản chất, sẽ là gì chứ? trên mây đen hiện ra hai chữ cặn bã con mẹ nó rốt kinh linh hồn của ngươi nguyên lai là cặn bã a à. cái này mẹ nó cũng quá buồn nôn rốt cố nén khó chịu tiến vào cống thoát nước bắt mấy cái oli đi vào mây đen lại bắt đầu lăn lộn nó dần dần ngưng thực hiện ra huyết nhục màu sắc rất nhanh hắc khí tiêu tán hầu như không còn một viên trứng khổng lồ xuất hiện ở trước mắt nó có to bằng đầu người, hơi mờ máu màng bên trong có thế trông thấy bên trong có chút đập phôi thai, màu đen gân cùng mạch máu lộn xộn cuốn quanh ở phía trên, nói không nên lời tà ác. Dựa theo tri thức chi thư thuyết pháp, tà quỷ là đối với người chế tạo bảo trì tuyệt đối trung thành, sẽ không nhận trong đó linh hồn ảnh hưởng. Nhưng rốt vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đem trứng dời xa xa, dùng tiểu đao theo trứng bên trên cắt lấy mấy khối huyết nhục bị cắt lấy huyết nhục một mực không ngừng mà nhúc nhích, thẳng đến rốt đưa chúng nó cầm tới trên bệ đá lúc, nó còn ý đồ theo trong lòng bàn tay của hắn nhảy ra. May mắn là, sống huyết nhục, cái này một hạng rốt cục phát sáng lên. Rốt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đem đá phục sinh thả đi lên, đá phục sinh, ba chữ này cũng phát sáng lên. Sau đó, rốt theo thứ tự gia nhập một đóa nhân tính chi hoa, mười phần linh tính, cùng mười nghìn phần vô linh chi hồn lại đi phương tiêm bia thần tính mặt, lấy ra một phần thần tính. Thần tính, 26 chỉ còn lại hai phần nhiều một chút, phải nghĩ biện pháp lại làm một điểm. Rốt nghĩ thầm, đem cuối cùng này một đoàn nho nhỏ kim quang để vào bệ đá. Phục sinh chi thạch, rốt cục sáng hẳn. Rốt nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ trên bệ đá tất cả công cụ cũng bay lên, đối với trên phiến đá vật liệu điên cùng thao tác. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, công cụ bay trở về tại chỗ. Trên bể đá, một viên thuần kim sắc tảng đá lẳng lặng nằm tại trên phiến đá. Mà rốt cầm lấy nó trong nháy mắt, kim thạch liền hóa thành một vệt kim quang cắm vào thân thể của hắn. Trong tinh thần, rốt đã cảm thấy cùng nó thành lập được liên hệ, biết khi hắn sau khi chết, linh hồn cùng nhục thể đều đem tại đặc biệt vị trí trùng sinh. Quá tốt! Rốt rốt cục lộ ra nụ cười. Cho đến bây giờ, Tính mạng của hắn an toàn rốt cục mới có bảo hộ. Bất quá, không đến cuối cùng thời khắc, lá bài này tốt nhất vẫn là đừng dùng, nó giá quá lớn, trừ bỏ nhiều như vậy phức tạp vật liệu bên ngoài, mấu chốt nhất chính là thần tính. Một phần thần tính chính là 10 điểm, còn sót lại 26 điểm trúng, còn muốn đi làm củi linh hồn, căn bản không đủ dùng. Ta còn cần càng nhiều tự vệ đồ vật. Nghĩ tới đây, Rốt lại đem 20 cây khôi lỗi chi mộc để lên bệ đá. Một cái mộc khôi lỗi cần một cây khôi lỗi chi mộc, 10 phần sống linh tính. Sống linh tính đến từ người sống linh hồn, rốt trước đó giết rất nhiều tận thế giáo đồ, bởi vậy cái này một hạng cũng là không thiếu. 20 cái mộc khôi lỗi chế tác sau khi hoàn thành, rốt lại chế tác có thể tịnh hóa hết thảy độc tố, nữ thần chi lệ, có thể ngụy trang vẻ ngoài, huyển giác thị đái, có thể xung kích linh hồn chế tạo sơ hở, phong linh tử đạn. Còn có một trăm cái, chục bệnh linh hồn cho cốt. Đây là mấu chốt. Chế tác linh hồn cho cốt, cần quái vật linh hồn. Cho cốt, chính mình nhân tính cùng đá mặt trời. Rốt nhân tính đã nổ tung, săn giết nhiều như vậy quái vật, linh hồn cùng cho cốt cũng là không thiếu. Duy nhất thiếu chính là đá mặt trời. Nhưng bởi vì người nào đó hữu nghị tài trợ không ít, rốt hiện tại cũng không thiếu mặc dù chế tác cấp thấp quái vật linh hồn có chút thua thiệt nhưng chế tác dùng đá mặt trời độ tinh khiết cũng rất thấp thấp độ tinh khiết đá mặt trời kỳ thật rất trẻ, chỉ có điều câu nệ tại vương thành lệnh cấm không thể buôn bán mà thôi cứ như vậy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng rốt cuối cùng liếc mắt nhìn ngôi sao cùng xâm lấn liền rời đi mộng cảnh hướng cùng thiết lan hẹn xong địa phương tiến đến Chương 152, Quá khứ chi thư. Cửa thành đông không tính quá xa, rốt chỉ chốc lát liền đến. Đây cũng là đặc huấn thành quả, nếu như trước kia, hắn sẽ chỉ lựa chọn cửa linh xa. Cách rất xa, rốt liền thấy Thiết Lan quay ba người chờ ở cửa thành. Rất tốt. Thiết Lan nhìn một chút đồng hồ bỏ túi. Đúng giờ là một cái thợ săn thiết yếu tố chất. Hắn vương tay. Ta giới thiệu một chút, vị này là con cọp, ngũ tinh thợ săn, cấp 7 nhân viên chiến đấu, cấp 5 linh năng, linh hỏa danh sách, linh hồn đặc tính là xé rách, am hiểu chiến thuật vị trí là trước vị, tỉ như tiên phong, tiền vệ chủ công. Tiền vệ trinh sát chờ. Con cọp là một vị làng giang ngâm đen người cao năm tính, tướng mạo rất chất phát. Hắn hữu hảo cùng rốt nắm tay, ngữ khí thành khẩn nói, hy vọng chúng ta hợp tác có thế phi thường thuận lợi. Vị này là trà ngọt, lục tinh thợ săn, cấp 7 nhân viên chiến đấu, cấp 5 linh năng, tinh hỏa danh sách, nhóm lửa 6 cái hỏa chủng, trong đó 5 cái cùng gia tăng lực lượng tương quan, còn lại một cái để nàng có thể theo trong không khí ngưng kết phong mâu, chiến thuật vị trí là trung vị, tỉ như trung vị hỏa lực chi viện, trung vị hỏa lực chuyển vận. Trà Ngọc là một vị trung niên nữ tính. Khuôn mặt mỹ lệ, không có quá nhiều nếp nhăn, nhưng hoa râm sông tóc mai để nàng có vẻ hơi già nua. Nàng hướng rốt có chút gật gật đầu, rất hân hạnh được biết ngươi. Thiết Lan quay đầu. Mà vị này, chính là ta và các ngươi nói Lê Minh Chi nhận tiên sinh, tinh cấp không cao, nhưng thực lực không tệ, bảy cái giờ chung hoàn thành 34 cái cống thoát nước nhiệm vụ, hẳn là có thể tín nhiệm. Rốt bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, không biết cái này cống thoát nước nhiệm vụ trở thành hắn tiêu chí đi, đi tới chỗ nào người khác đều sẽ dạng này chỉ rõ, nhìn, kia là 7 giờ chung 34 cái cống thoát nước nhiệm vụ thờ săn. Đây quả thực quá tệ. Nhưng hai người khác đều không cảm thấy như vậy, bọn hắn lộ ra khoa trương nụ cười, cũng tiến lên ông hắn. Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Sau đó, Thiết Lan đang kiểm tra một chút ba người trên thân đèn lồng cùng nhiên tố về sau, liền tuyên bố xuất phát. Khiến rốt kinh ngạc chính là, Thiết Lan mở một cổ hình chữ nhật xe tới. Nó tạo hình có điểm giống xe buýt, nhưng sát ngoại rất dày, lại chứa khắc lấy kỳ dị hoa văn kim loại hàng rào kỳ quái nhất chính là đây không phải linh xa càng không phải là cơ động xe mà là xe đẩy tay trên xe mỗi một cái chỗ ngồi đều có trục quay chỉ có chuyển động trục quay mới có thể vì xe cung cấp động lực cái này cũng quá nguyên thủy đi các ngươi linh năng khoa học kỹ thuật đâu sau khi lên xe rốt thuận miệng hỏi một câu chúng ta vì cái gì không cần linh xa thiết lan nhìn hắn một cái có linh tính đồ vật ở trong hắc vụ dễ dàng bị ăn mòn hữu hóa, từ linh năng khu động công cụ đồng dạng đều sẽ không rời đi lửa phạm vi, trừ phi có đặc thù bảo hộ, mà thuần máy móc kết cấu thì hoàn toàn không có vấn đề. Con cọp cười nói, đây là từ sở nghiên cứu công giới nghiên chế kiểu mới nhất thợ săn chạy, sẽ không giống trước kia tấp nập xuất hiện tạm ngừng vấn đề. Trà ngọc ngữ khí trầm thấp nói, đặc thù bảo hộ hoặc linh chủng ngựa quá đắt, chúng ta dùng không nổi. Rốt không có hỏi vì cái gì chúng ta không đi bộ đi qua, học hai người khác như thế chuyển động trục quay, bỗng nhiên cảm giác bọn hắn không giống thờ săn, trái ngược với khổ công. Thiết Lan phụ trách lái xe, ra khỏi thành phi thường thuận lợi, cửa thành vệ binh tại gặp qua thợ săn giấy phép về sau lập tức cho qua. Thế là, chiếc này người kỳ quái lực xe liền xen lẫn trong không quá chen chút trong dòng xe cộ ra vương thành. Phụ cận đội xe cũng là thiên kỳ bách quái, có hay không ngựa chi xe, người kéo chi xe. Người máy lực xe, xe buýt, còn thiếu số lơ lửng xe. Hắn văn minh khoảng cách chí ít tại 2.000 năm trở lên. Có lẽ đây chính là Vương Thành đặc sắc, rốt nghĩ thầm. Rời đi Vương Thành về sau, dòng xe cộ lập tức trở nên thưa thớt, xe đẩy tay một đầu đụng vào vô biên trong hắc ám. Đây là rốt lần thứ hai chính thức trời đi Vương Thành, lần này không có thủ hộ chi hỏa, mỗi người trên thân dư quan chỉ có thể chiếu sáng quanh người. Ngoài cửa sổ xe là vô biên hắc ám, nồng đậm khói đen ngay tại phía trước cửa sổ lăn lộn. Hoang vắng mờ mịt khủng bố cảm giác lại một lần nữa đập vào mặt, xe đẩy tay lấy ước chừng một trăm giác tốc độ chạy vội. Phản phất hướng về hắc ám vực sâu bay thẳng mà đi. Ba người sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, trà ngọt thấp giọng nói, bất luận bao nhiêu lần, rời đi vương thành đều để ta có một loại cảm giác sợ hãi. Con cọp an ủi, đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh liền sẽ nên đón yên ổn thời gian, cho Rian dưới sự dẫn dắt của vương, cũng nhất định sẽ càng thêm cường đại. Thiết Lan khẩn trương cầm tay lái, một tay nắm bắt tinh bàn, không ngừng mà phân rõ phương vị, hắn linh thì khoảng cách chỉ có 30 giác không đến, bởi vậy phản ứng của hắn muốn phi thường cấp tốc, nếu không đụng vào tảng đá. Rơi vào hố to, hoặc cùng cái khác đội xe chạm vào nhau, kia liền không xong thợ săn mặc dù cũng có thợ săn nghĩa vụ cùng thợ săn vinh dự, nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu còn là kiếm tiền, lấy thu hoạch được càng thêm an ổn sinh hoạt. Tránh không tất yếu tổn thất là bọn hắn hành động chuẩn tắc. Trên đường đi, Thiết Lan cẩn thận giới thiệu nhiệm vụ chi tiết. Nhiệm vụ vị trí thanh thảo trấn khoảng cách Vương Thành có chừng khoảng 200 dặm, là một cái cỡ trung làng xóm, ước chừng có 100.000 người trường kỳ sinh hoạt ở nơi đó, bọn hắn đặc sản là đủ loại cỏ xanh, theo trà đến linh dược nguyên liệu đều có. Thanh thảo trấn có sông thủ hộ chi hỏa, có một viên nhỏ thánh bạch thụ, lộ tuyến con đường bên trong có 32 cái đội xe trải qua, một năm sản xuất chuyển đổi thành ngân tác chí ít có 100 triệu trở lên, xem như tương đối phi nhiêu sản xuất địa. Bởi vậy, tại nó phụ cận xuất hiện uy hiếp phải nhanh giải quyết, nếu không sẽ ảnh hưởng khu vực an toàn ổn định cùng lộ tuyến an toàn. Rốt hiện tại biết, cái gọi là khu vực an toàn chính là đất đỏ trên bình nguyên cái này một khối lớn khu vực theo trên bản đồ nhìn đất đỏ bình nguyên bắc bộ chính là tử tẩn sơn mạch đông bộ thì là tử tẩn sơn mạch chi nhánh hoang vu sơn mạch tại cái này hai tòa sơn mạch ở giữa chính là trorian tâm phúc chi địa đất đỏ bình nguyên bởi vậy chỉ dùng tại tây bộ cùng nam bộ bày ra phòng tuyến vùng này chính là an toàn trorian ba tầng vòng phòng ngự đều ở nơi đó Đương nhiên, trên dãy núi cũng không phải tuyệt đối an toàn, Torian dọc theo sơn mạch đỉnh xây dựng một đầu trường thành, dùng cho chống cự theo bắc bộ hắc ám đại bình nguyên cùng đông bộ người chết gò núi mà đến uy hiếp. Thủ vệ trưởng thành chính là đại danh đỉnh đỉnh người gác đêm quân đoàn. Dưới loại trùng điệp vây quanh này khu vực, liền được xưng là khu vực an toàn. Khu vực an toàn bên trong phòng vệ cấp bậc là cực cao, bất cứ uy hiếp gì đều phải mau chóng xử lý, tuyệt không thể để bọn chúng lâu dài tồn tại, nếu không bọn chúng liền sẽ ở trong hắc vụ dần dần trưởng thành là uy hiếp trí mạng ảnh hưởng cho riêng nhân loại mệnh mạch mà những này uy hiếp bình thường bắt nguồn từ lẽ tẻ theo trong phòng tuyến lộ ra quái vật không biết ẩn nút dưới đất tồn tại cùng thông qua linh giới các loại thủ đoạn xuất hiện ở đây quái vật một khi bọn chúng bị phát hiện điều tra quân đoàn liền sẽ cấp tốc ước định uy hiếp của bọn nó trình độ sau đó xem uy hiếp đẳng cấp quyết định là ngay tại chỗ xuất động khu dân cư bên trong lực lượng phòng vệ còn là xây dựng săn giết hoặc tiểu trừ tiểu đội. Thanh thảo trấn phụ cận quái vật bị phán định thuộc về khá lớn uy hiếp, bởi vì quái vật có tính bí mật, cho nên quân chiến bộ quyết định hướng Thợ săn tổng bộ tuyên bố nhiệm vụ, cái này đồng thời cũng hữu thụ hắc triều ảnh hưởng, nhân thủ không đủ nguyên nhân. Đoàn Thợ săn Thợ săn, tuyệt đại đa số năng lực cá nhân đều rất mạnh, am hiểu truy tung cùng săn giết, thích hợp tiểu đội tác chiến, thích hợp nhất xử lý loại nhiệm vụ này cũng phi thường thích hợp trốt săn bắt linh hồn. Xe đẩy tay ở trên bình nguyên chạy nhanh chóng, loại xe này cũng chỉ có kẻ giữ lửa nhóm có thế khu động. Nó hoàn mỹ thực hiện đem linh năng chuyển đổi thành động lực quá trình, vừa vặn cũng rèn luyện một chút trốt linh năng độ thuần thục. Ước chừng ba cái giờ chung về sau, bọn hắn thuận lợi đến thanh thảo trấn. Đây là một cái bị màu xanh cùng màu lục vây quanh thị trấn, tại trong bóng tối vô biên bậy biện ra mãnh liệt đánh vào thị giác nhìn thấy nó trong nháy mắt bốn người cũng bất giác thở dài một hơi người chạy tại thị trấn biên giới dừng lại thiết lan bốn người hướng thị trấn bảo vệ người đưa ra thợ săn giấy phép về sau lập tức nhận nhiệt tình tiếp đãi đại quần dân trấn trào ra đem bọn hắn nên đón đến trưởng trấn đại sảnh rốt quan sát một chút cái này không tính nhân loại nhỏ bé làng xóm nơi này khắp nơi đều đủ loại màu xanh hoặc màu lục hoa cỏ mỗi một tòa phòng ốc đều bị cỏ xanh vây quanh rất nhiều dân trấn chính không người tại bãi có bên trong lao động. Ánh sáng sáng ngời bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trấn trung tâm có một viên thuần trắng đại thụ. Nó mặt ngoài ống ánh sáng long lanh, giống bạch ngọc, lại giống thủy tinh, có sương mù nhàn nhạt theo ung tùng nhánh cây bên trong rơi xuống. Đây chính là trong truyền thuyết thánh bạch thụ sao? Rốt nghĩ thầm. Bọn hắn đều nói đây là sinh mệnh chi thụ, có lẽ xác thực có cái gì chỗ thần kỳ. Sau một lát, bọn hắn đi tới trưởng trấn đại sảnh. Trưởng trấn là cái hoa râm trâu ria lão đầu, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu hướng Thiết Lan bọn người giới thiệu bọn hắn nhận tập kích tình huống cụ thể. Thiết Lan, con cọp, trà ngọt ba người vô cùng cẩn thận lắng nghe, bén nhạy hỏi thăm bất luận cái gì khả năng chi tiết, suy đoán quái vật khả năng chủng loại, tập tính, hành vi hình thức vân vân. Rốt thì nhắm mắt lại sửa sang hắn thủ đoạn, hắn hiện tại không cần trực tiếp tiến vào mộng cảnh, cũng có thể quan sát rất nhiều trong mộng cảnh tin tức thiết lan mặc dù không nói chuyện nhưng trong lòng rất có bất mãn không chú trọng chi tiết đều không phải hợp cách thợ săn hắn là nhìn tại a đoá nói hắn có đầu não tỉnh táo quan sát năng lực nhạy cảm năng lực trinh thám đột xuất chờ phẩm chất ưu tú mới quyết định để hắn gia nhập sau một lát trưởng trấn mang theo bọn hắn đi tới bị đánh lén địa điểm đây là thanh thảo trấn bên ngoài một góc từ tương đối kiên cố làm bằng đá phòng ốc tạo thành nhưng bây giờ đã có một bộ phận sụp đổ thù bảo hộ nội bộ bãi cỏ cũng bị phá hư thiết lan con cọp trà ngọc một bên lắng nghe tập kích lúc chi tiết một bên cẩn thận quan sát bị phá hư sân bãi vật lý năng lực rất mạnh hẳn là quái vật loại con cọp nhìn thấy đặc chế hòn đá mặt cắt xuống phán đoán có thể là kẻ ho máu kẻ bò sát loại hình quái vật không không đúng Trà Ngọc phủ nhận hắn thuyết pháp, nơi này có đốt cháy khét vết tích, bình thường quái vật trên thân là không có nhiệt độ cao, có thể là có được vật lý năng lực phá hoại quỷ linh. Thiết Lan nhìn thấy rốt còn là một bộ thần du vật ngoại bộ gián, bất mãn nói, có được cường đại diễn dịch cùng năng lực trinh thám Lê Minh chi nhận tiên sinh, phán đoán của ngài là cái gì? Út! Rốt bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ngươi nói cái gì? Thiết Lan sắc mặt càng âm trầm, ngữ khí bất thiện nói, ta hỏi ngươi là quái vật gì tập kích nơi này trưởng trấn cùng mấy tên dân trấn đưa ánh mắt dời về phía rốt cảm giác bầu không khí giống như có chút không đúng cách đó không xa mấy tên hái hoa thiếu nữ lo âu ông ở cùng một chỗ đến cứu vớt bọn họ thờ săn tựa hồ xuất hiện nội chiến đây cũng không phải là một tin tức tốt nha rốt lại không cảm giác gì đáp tốt ta lập tức nói cho các ngươi biết nửa ngồi xuống tới một tay theo địa, nhắm mắt lại, tại trong tinh thần cảm ứng được quá khứ chi thư. Chương 153, Đại Thám Tử Rốt Thanh Thảo Trấn bị tập kích là hơn hai ngày trước đó, rốt tại biết thời gian một khắc này cái khác nội dung liền không quan tâm. Quá khứ chi thư vừa chiếu là được, nghe nhiều như vậy chi tiết có làm được cái gì? Rốt đã không phải là lần thứ nhất sử dụng quyển sách này, tại thu hoạch được nó về sau, lại lần lượt luyện tập rất nhiều lần. Trừ phòng ngủ của mình bên ngoài, hắn còn đi căn cứ rất nhiều nơi, xác nhận nó không có bất luận cái gì cấm kỵ, cái gì hình tượng đều có thể nhìn thấy, không có gốc chết, không có bí ẩn. Trang sách lật qua 31 chương về sau. 31 cái giờ chung trước đó hình tượng xuất hiện ở trong ý thức. Bình tĩnh thanh thảo trấn bên trên, tại sáng tỏ ánh lửa bao phủ xuống, đám dân trấn ngay tại mảng lớn bãi cỏ bên trong lao động, thực hiện chất dinh dưỡng, trừ bỏ xấu cỏ, cắt mây nhánh hoa. Bọn thủ vệ đứng tại thạch ốc trên đỉnh, cảnh giác ngắm nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên, một người thủ vệ thổi lên cái còi, hô, tập kích. Một cấp chiến đấu chuẩn bị. Không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui. Đám dân trấn cấp tốc nhưng có thứ tự hướng nội bộ chạy tới. Đồng thời, hai trăm giác bên ngoài trong hát vụ một con to lớn nửa chó khô lâu đầu mò vào lửa nháy mắt ở trên đầu nó dấy lên nhưng nó không sợ chút nào đem nửa sau đoạn một nát thân thể cũng mò vào đây là một đầu dị dàng quái thú toàn thân cao thấp tràn ngập một nát mùi lửa ở trên người nó chỉ có thể dấy lên nhỏ bé ngọn lửa tiếp xuống rốt nhìn thấy chính là một trận thiên về một bên chiến đấu đại cẩu dễ như trở bàn tay đánh bại hộ vệ đánh vỡ thạch ốc phá hư mảng lớn cỏ xanh ruộng đồng. Làm lửa biến lớn lúc, nó trở về khói đen. Chi viện mà đến thủ vệ vô hụt. Hình tượng đến đây là kết thúc, đằng sau không cần thiết nhìn. Rốt mở to mắt, nói, một đầu cự cẩu. Đầu có nửa cái phòng ở lớn như vậy, thân thể có xe ngựa lớn như vậy, huyết nhục độ cao một nát, thấy được xương cốt, ánh mắt to lớn, tốc độ rất nhanh, thích dùng xương đầu va chạm phương thức công kích mấy vị thủ vệ đều là dạng này bị bọn hắn đụng thành trọng thương. Thiết Lan cười lạnh một tiếng. Ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Giống như ngươi tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nhưng đang kiểm tra mặt đất dấu vết trà ngọt lại nói, Thiết Lan. Tự như là thật a. À. Thiết Lan lạnh lùng nói, cái này nếu là thật, ta tại chỗ đớp cứt. Rốt sững sờ, không muốn đi, cái này quá buồn nôn. Các ngươi vì cái gì đều như vậy thích ăn thứ này. Thiết Lan cả giận nói, ngươi khoan đắc ý. Lúc này, con cọc bỗng nhiên kêu lên, nhìn. Thạch ốc dấu vết hư hại, rất giống là một cái thiết chú y theo chính diện đụng xuyên bộ dáng, ta còn đang suy nghĩ cái dạng gì quái vật sẽ có chú y vũ khí. Thiết Lan trầm mặt mấy giây. Đây chẳng qua là cái trùng hợp. Không, không đúng, trên mặt đất vết tích cũng đặc biệt giống. Thiết Lan xích lại gần nhìn một lát, tức giận nói, cái này rõ ràng là hai cái đùi quái vật dấu vết lưu lại. Rốt giải thích nói, cự cẩu chi sau cường tráng, chân trước khéo rút. Di động lúc chủ yếu là chi sau phát lực. Thiết Lan ngạnh một chút, vừa nói như vậy, hắn cũng theo nhỏ xíu vết tích bên trong phát hiện điểm này. Nhưng đớp cức là không được. Hắn rất mau tìm đến mới lý do. Ngươi giải thích thế nào đốt cháy khét vết tích. Thủ hộ chi hỏa không phải tự nhiên lửa, không có khả năng thiêu đốt mặt đất rốt còn chưa lên tiếng con cọp liền mở miệng căn cứ hắn thuyết pháp đây cũng là một đầu nhiễu sóng thú nhìn hình thái có lẽ là hoàn toàn thể đây là nó một nát vật rơi xuống đất bị lửa thiêu đốt hầu như không còn vết tích không phải đốt cháy khét vết tích thiết lan mặt một chút kìm nén đến đỏ bừng căn cứ thợ săn tri thức đây là giải thích hợp lý hắn nhất thời nghĩ không ra loại thứ hai càng giải thích hợp lý trà ngọt khéo hiểu lòng người đưa ra vấn đề mới nhiễu sống thú vì sao lại tập kích nơi này vì sao lại chạy trốn con cọp thật thà mặt nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc đây khả năng là bởi vì nó đã đến hoàn toàn hình thể thái ý đồ tìm kiếm một cái an toàn ngủ say chi địa đến tiến hành bước kế tiếp thuế biến thiết lan lập tức tiếp nhận chủ đề vậy dạng này liền sẽ không chỉ có một con quái vật không sai có thể là một cái quái vật quần thể con cọc lý luận tri thức tựa hồ phi thường vững chắc trong giọng nói ẩn có lo lắng chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt nó nếu không một khi tiến vào ngủ say nơi này liền sẽ hình thành đen quật nhiễu sóng thú sẽ liên tục không ngừng sinh ra thiết lan trầm giọng nói đừng nóng vội chúng ta bây giờ còn không biết phương hướng bên này rốt chỉ vào mặt đông bắc quái vật hướng bên này chạy thiết lan cả giận nói ta đương nhiên biết nhưng ngươi có thể bảo đảm tiến vào khói đen về sau còn có thể phân rõ phương hướng sao? Có thể a. À? Ngươi dựa vào cái gì có thể? Đương nhiên là bằng ta nhạy cảm hai mắt. Cao siêu trí tuệ, cường đại diễn dịch năng lực trinh thám. Nếu như trước kia, Thiết Lang tuyệt đối sẽ đem người này phun mẹ cũng không nhận ra. Tiến vào khói đen về sau phân rõ phương hướng là một chuyện vô cùng khó khăn, nếu như không phải thiên tài phát minh, tinh bàn, tồn tại, không người nào dám ở trong hắc vụ đường dài lữ hành, càng đừng đề cập ở trong hắc vụ truy tung quái vật vết tích. Nhưng bây giờ, người này vừa mới cho thấy bất phạm năng lực, mà hắn còn bởi vậy thiếu người ta một đống phân không ăn. Thiết Lan chần chờ một chút, lại nghĩ tới hắn 34 cái cống thoát nước nhiệm vụ. Quyết định tạm thời tín nhiệm hắn. Tốt, ngươi dẫn đường, chuẩn bị xuất phát. Thiết Lan đơn giản hướng trưởng trấn giao phó hậu bị công việc về sau, liền dẫn ba người hướng trong hắc vụ đi đến. "Ta là trước chủ vị, phụ trách cùng quái vật chính diện chiến đấu, con cọc ngươi là tiên phong, tùy thời công kích, trà ngọt ngươi làm một chút trung vị khống tràng chủ yếu bảo hộ hậu phương, Lê Minh chi nhận, ngươi là hậu vị trinh sát." Rốt khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn lý giải chiến thuật vị trí ý nghĩa cùng chức trách. Trên đường đi, Rốt Hoàng Mỹ thực hiện vị trí này chức trách hắn siêu cao linh thị để hắn ở trong hát vụ nhìn một cái không sót gì, mà quá khứ chi thư lại để cho hắn chuẩn xác cầm quái vật tung tích. Trên đường cũng tương đối an toàn, trừ một chút bụi bặm bên ngoài, bọn hắn không có gặp phải những quái vật khác. Chỉ là Thiết Lan càng xem càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt người này là làm sao phân biệt dấu vết, mặc dù hắn mỗi đi mấy chục bước đều sẽ dừng lại nhìn một chút mặt đất, lại xác định phương hướng mới nhưng hắn trái xem phải xem, trên mặt đất nơi nào có dấu vết gì. Thiết Lan đem hắn đi qua 30 năm kinh nghiệm đều tập trung lại. Đem trồng mắt của hắn đều nhanh trừng đi ra, cũng không có theo không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù trên đất hoang phát hiện bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, theo Lê Minh chi nhận trên khí thế đến xem, hắn tự hồ phi thường chắc chắn phương hướng của hắn. Bình thường mà nói, trừ mới ra đời tân thủ, sẽ rất ít có người mù quáng tự tin, đây là một loại hy hữu phẩm chất. Mà sáng tạo cống thoát nước kỳ tích người không thể nào là tân thủ. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Hắn thật nhìn thấy quái vật còn sót lại vết tích. Nhưng là, vì cái gì? Thiết Lan đem đầu nghĩ phá cũng không thể lý giải. Nhìn không được hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Dùng con mắt nhìn thấy. Trà Ngọc phốc một tiếng bật cười, ngài thật thú vị con cọp cũng cười nói đây chính là cao kẻ linh thị sao trong mắt thế giới cùng chúng ta đều không giống thiết lan ngậm miệng lại quyết định tạm thời không cần nói đại khái một cái giờ chung về sau bọn hắn đi tới một tòa gò đồi trước rốt nói ngay ở phía trước thiết lan gật gật đầu hắn đã thấy khói đen có hướng phiến khu vực này tụ tập dấu hiệu chứng minh nơi này có một cái tương đối tồn tại cường đại nếu như bỏ mặt không quan tâm bên trong liền sẽ sinh ra càng nhiều càng cường đại quái vật. Nếu như lâu dần, hắn chủ thể sẽ tiến một bước trở thành cao cấp hơn quái vật, nơi này liền sẽ biến thành quái vật ma quật. Gia hỏa này thật sự có đặc thù trinh sát kỹ xảo. Ta dẫn đầu. Thiết Lan nói. Con cọc ngươi nhắm ngay cơ hội lại động thủ, lần trước trọng thương để ngươi tiêu hết tất cả tích xúc, lần này nhất định phải cẩn thận. Trà ngọt, ngươi chủ yếu bảo hộ hậu vị trinh sát, ngươi linh năng khôi phục quá chậm. Lê Minh chi nhận, ngươi không nên tùy tiện nhúng tay chúng ta chiến đấu, ta nhìn một đường, ngươi cơ sở năng lực tác chiến quá thấp. Cùng vừa tốt nghiệp tân thủ, bình thường khẳng định không có rèn luyện, vạn nhất ta không có cuốn lấy quái vật, để nó đột kích tới liền hỏng bét. Trà Ngọc lo âu hỏi, Thiết Lan, vậy ngươi một người chịu nổi sao? Thiết Lan cười nói, đừng quên ta đặc tính, có được sanh hóa nam nhân, sẽ không chết, mà lại, ta đã sáu hoa hỏa. Hai người kinh ngạc nói, thật sao? Đương nhiên. Thiết Lan cười cười, thân thể bỗng nhiên bành trướng, nổi cục mạnh mẽ cơ bắp giống khí cầu nở lớn. Bất quá vài giây đồng hồ, hắn liền biến thành cả người cao chí ít mười giác màu lục cự nhân. Mà y phục của hắn hiển nhiên là đặc chế. Không có bị nứt vỡ, chỉ là biến thành một tầng thật mỏng màng bao trùm tại thân thể của hắn bên trên. Rốt kinh ngạc nhìn xem trước mắt hút, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này biến thân, y nguyên cảm thấy rất trung động. Ta lên. Thiết Lang thanh âm trở nên trầm thấp, giống cổn lôi. Hắn xoay người, thân hình dừng lại, tự như một đạo tia chớp màu xanh lục đụng vào bên trong gò núi. Rốt nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn, tại linh hồn chi nhãn thì giác xuống, linh hồn của hắn cũng đồng dạng nở lớn, mà tại càng phương xa hơn gò đồi bên trong, hắn đã thấy một chút quái vật hoạt động dấu hiệu. Chúng ta theo sau. Con cọp trầm giọng nói, thân hình khẽ động, cùng ở sau lưng của Thiết Lan. Sau đó là trà ngọt. Rốt tại tối hậu phương, hắn thì giác lớn nhất, dễ dàng nhất phát hiện nguy hiểm. Mà Thiết Lan Linh thì mặc dù thấp hơn nhiều hắn, nhưng hắn cũng là kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, không có lỗ mãn xông vào quái vật trong sào huyệt, mà là trước hấp dẫn một con quái vật đi ra quái vật chỉ án chiếu bản năng hoạt động, nếu như nắm giữ phương pháp, sẽ dễ dàng đối phó rất nhiều. Đây là một con khổ người nhỏ bé nhiễu sóng thú, nó mặt ngoài huyết nhục tương đối hoàn hảo, nhìn không thấy xương cốt. Ánh mắt không có như vậy kỳ quái. Theo linh hồn hình sống đến xem, hẳn không phải là rất mạnh. Rốt trong tầm mắt, quái vật văn tự lại một lần nữa xuất hiện tại đáy mắt. Nhiễu sóng thú chủng loại, quái vật. Uy hiếp, trung linh hồn đặc tính mục nát nguy hiểm cường đại lực cắn rốt hiện tại đối với loại hiện tượng này có hiểu một chút cái này tựa hồ là ghi chép ở trong giấc mộng tin tức nếu như tin tức thiếu thốn cũng chỉ biểu hiện một bộ phận hoặc không có biểu hiện đối với ta uy hiếp là bên trong đối với uy hiếp của bọn hắn khẳng định thấp hơn rốt nghĩ thầm quả nhiên thiết lan đưa nó lôi ra đến về sau đối với nó tiến hành toàn phương vị ẩu đả hắn bất luận tốc độ lực lượng kỹ xảo hình thể đều viễn siêu cái kia nhiễu sóng thú tại trọng quyền phía dưới nó linh năng vận chuyển trở nên càng ngày càng trì trệ linh hồn cũng biến thành suy yếu con cọc tránh ở một bên nhìn chuẩn cơ hội bỗng nhiên xông đi lên từ phía sau rút ra hai thanh móng vuốt thép nhắm ngay nhiễu sóng thú bỗng nhiên vung lên mấy đạo nhìn không thấy trong suốt ba động đưa nó hất tung ở mặt đất ở trên người nhiễu sóng thú lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết tích trà ngọt cũng giơ tay lên. Cường đại linh năng trên tay tụ tập, trong không khí vang lên mãnh liệt ô minh thanh, một con hơi mờ trường mâu trong tay xuất hiện, nàng nhìn như nhu nhược thân thể bỗng nhiên cho thấy cốt thép cơ bắp, kéo ra hai tay, lấy một cái hoàng mỹ tư thế ném ra trường mâu, lực lượng cường đại thậm chí kích thích gió bão. Không khí trường mâu chính giữa nhiễu sóng thú, đưa nó xương đầu đều đánh bay. Nó kêu trên một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, trên linh hồn xuất hiện to lớn trống rỗng tốt, đừng lãng phí linh năng. Thiết lan quát. Ta tới. Hắn dơ lên to lớn nắm đấm màu xanh lục, đang muốn đập xuống lúc. Một thân ảnh bỗng nhiên vội xông tới, đem tỏa sáng tay phải cắm vào, lại bỗng nhiên lôi ra tới. Nương theo lấy một tiếng phản phất đến từ trong hư không trầm đục, thiết lan rõ ràng nhìn thấy nó linh hồn tan ra thành từng mảnh, phản phất cái kia một chút kéo đứt linh hồn của hắn chi tuyến nhiễu sóng thú linh hồn cấp tốc tiêu tán ở trong không khí, giống một giọt rơi vào trong nước mực. Mà tại hắn nhìn không thấy thị giác, một đạo hắc tuyến cắm vào rốt thân thể. Nhiễu sóng thú linh hồn vô linh chi hồn về 24, rốt biểu môi một cái. Không quá đi. Chương 154, ta dở hơi. Đây là cái yếu kém linh hồn, hẳn là chỉ là thành cấp đê giai quái vật. Rốt đã thử qua, thành cấp quái vật linh hồn đầu nhập chính nghĩa chấp hành, bên trong chỉ thêm mấy điểm cường độ, vị cấp quái vật linh hồn liền căn bản không tăng. Chí ít cần khá mạnh, hoặc cường đại linh hồn, tăng trưởng cường độ mới tương đối khả quan. Nói cách khác, cần thành cấp phía trên hung cấp. Hung cấp, ý chỉ ở trong hắc vụ hoàn thành thuế biến, uy hiếp rất lớn, phi thường hung hiểm quái vật trong vương thành là không cho phép tồn tại dạng này quái vật, một khi xuất hiện, liền sẽ cấp tốc bị tiêu diệt. Cho nên, rốt chỉ có thể đến vương thành ngoại lai tìm kiếm. Hy vọng nơi này có thể gặp. Dân lên bụi đen bao phủ hắn, chết hẳn quái vật rất nhanh tiêu tán hầu như không còn. Thiết Lan có chút tức giận, gia hỏa này đi đường thời điểm linh năng khống chế chẳng ra sao cả, bắn vọt thời điểm linh năng tiêu chuẩn ngược lại là nhất lưu đây là rốt duy nhất đối với chính mình hài lòng địa phương khoảng thời gian này hắn cố ý huấn luyện bộc phát bắn vọt tốc độ kỹ xảo xô rồng cũng rất chân thành dạy bảo thế nhưng là để hắn chịu không ít khổ nhưng vì giờ khắc này tất cả những thứ này đều là đáng giá người xông lên làm gì chiến thuật vị trí không muốn tùy ý biến động sẽ gặp nguy hiểm rốt cười nói đừng lo lắng ta linh thị rất cao gặp nguy hiểm sẽ không lên tới đây không phải sợ các ngươi linh năng tiêu hao quá nhiều nha mà ta linh năng khôi phục rất nhanh sắp chết quái vật đều giao cho ta xử lý tốt miễn cho lãng phí các ngươi linh năng thiết lan cả giận nói mau trở về không có cần thiết đừng tiến lên ngươi linh năng đẳng cấp quá thấp chịu không được công kích tốt tốt rốt quay người chạy về con cọp liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn cười nói thiết lan đừng nghiêm nghị như vậy hắn cũng là tốt bụng đi. Thiết Lan khẽ thở dài một hơi, đây là vì muốn tốt cho hắn, hai nghìn khắc linh năng phòng ngự, là nhìn không được nhiễu sóng thú một kích. Cái này không phải có chúng ta ở đây sao? Chúng ta? Y cây là chết như thế nào? Con cọp im lặng không nói. Thiết Lan quay người, lại một lần tiến vào gò đồi xuống lỗ lớn. Nhiễu sóng thú bản năng hắn hiểu rất rõ, đây là từ bọn chúng quái vật đặc tính quyết định, theo bọn nó hắc ám linh hồn sinh ra một khắc kia trở đi liền đã quyết định hành vi của bọn nó hình thức nhưng là quái vật lại là điên cuồng mà hỗn độn đây là càng sâu một tầng bản chất bất luận cái gì làm trái lẽ thường hành động đều là khả năng cho nên cho dù là hắn cũng muốn cẩn thận hắn thân thể cao lớn chen vào hang động bên trong hoàn cảnh rất rộng rãi hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước linh thị rất nhanh để hắn nhìn thấy nhiễu sóng thú mơ hồ linh hồn tại khói đen tràn ngập trong hoàn cảnh lúc tác chiến, Linh Thị là bọn hắn chủ yếu người quan sát đoạn, cho nên thạch mộc tâm tử phi thường không nhận chào đón. Thiết lan Linh Thị không phải đặc biệt cao, nhưng hắn có thể bằng vào trực giác cảm thấy chỗ càng sâu còn có càng nhiều nhiễu sống thú, cho nên, hắn chỉ có thể là cẩn thận dẫn xuất nó. Dùng tuyệt đối võ lực nghiền ép tính giết chết nó. Đây là hiệu suất cao nhất an toàn nhất tác pháp. Nhiễu sống thú đối với thanh âm không mẫn cảm, trực tiếp công kích có thể sẽ dẫn động càng nhiều quái vật, biện pháp tốt nhất là biến hóa tia sáng. Thiết Lan đem linh năng gián đoạn đưa vào bên hông đèn lồng bên trong, mạnh ám giao nhau quan tự như lấp lóe, hấp dẫn lực chú ý của nó. Rất nhanh, phía trước linh hồn động. Nó cấp tốc dựa vào gần đây. Thiết Lan lập tức hướng ngoài động di động, Tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại vượt qua nó một điểm trình độ. Nhiễu sóng thú càng chạy càng nhanh khi nó xông ra hang động một khắc này hàm dưới liền chịu một cái trọng quyền đồng thời phần eo bị công kích mãnh liệt xé rách liên tục đòn nghiêm trọng làm cho nó không hề có lực hoàn thủ ngay sau đó một đạo mang theo vạn quân chi lực xung kích đánh vào xương sọ của nó bên trên đưa nó toàn thân linh năng sụp đổ trong linh hồn xuất hiện một cái động lớn sau một khắc một cái càng khủng bố hơn đồ vật thăm dò vào nó linh hồn trống rỗng bên trong nắm nó linh hồn mệnh tuyến Nhận trí mạng uy hiếp bản năng để nó muốn dãy dụa, nhưng nó bỗng nhiên rụt trở về, cũng kéo đứt nó linh hồn chi tuyến. Nhiễu sống thú hỗn độn ý chí bắt đầu tan biến, ngừng kết hắc ám tản ra, một cái khá mạnh hắc ám tạo vật cứ như vậy hủy diệt. Bay ra bụi đen bên trong, Rốt kinh ngạc phát hiện, đồng dạng là ăn nhiễu sống thú linh hồn, nó cường độ so sánh với một cái lớn hơn nhiều. Đây là một cái khá mạnh linh hồn. Mặc dù không tới hung cấp nhưng đã tại thành cấp cao giai tả hữu cá thể ở giữa chênh lệch như thế lớn a thiết lan nhìn hắn một cái lần này nhưng không có sinh khí chỉ lạnh nhạt nói chú ý an toàn rốt sững sờ ở giữa hắn đã đi vào hang động con cọp cười nói mau trở lại vị trí tiếp theo chỉ lập tức liền muốn đến rốt không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu chạy về khi đi ngang qua chiến thuật trung vị lúc trà ngọt khẽ cười nói người đam mê này có chút đặc biệt nhưng chú ý đừng ảnh hưởng chiến đấu nha rốt trong tư duy điện quang lóe lên bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do đúng a à, cái này không phải liền là sở thích của ta sao rất thích săn giết quái vật mãnh liệt truy cầu tự tay giết chết quái vật thậm chí đến một loại cố chấp trình độ mặc dù có chút kỳ quái nhưng ít ra sao đớp cất mạnh một điểm a à. ha ha không sai đây chính là ta dở hơi yên tâm đi ta sẽ chú ý. Rốt trở lại vị trí của hắn, trong lòng phản phất có một vòng triều dương dâng lên. Tiếp xuống, bọn hắn lấy phương thức giống nhau liên tục săn giết 10 con nhiễu sóng thú, rốt cũng thu hoạch được 10 cái nhiễu sóng thú linh hồn cùng 300 linh một vô linh chi hồn. Lại một lần nữa theo hang động sau khi đi ra, Thiết Lan khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi vào. Bốn người tụ tập tới, đi theo Thiết Lan đi vào gò đồi xuống hang động huyệt động nội bộ phi thường rộng rãi, khắp nơi có thể nhìn thấy mới đào vết tích. Thiết Lan trầm giọng nói, đây là xây mới sao huyệt, con kia nhiễu sóng thú có lẽ ngay tại hang động chỗ sâu ngủ xây. Đây là cơ hội của chúng ta. Con cọp hỏi, nhiễu sóng thú thanh lý hết à? Tại lý luận chiến thuật cực hạn vị trí, đã không nhìn thấy. Sẽ có những quái vật khác sao? Hẳn là sẽ không, những này nhiễu sóng thú đều là vừa mới đản sinh ra, hẳn là lớn nhiễu sóng thú muốn tiến vào ngủ say, phân ra một bộ phận linh hồn, thông qua khói đen đảng sinh ra, những này mới nhiễu sóng thú đến hộ vệ nó, cũng cường hóa nơi đây đen cuộc cường độ cùng nhiễu sóng thuộc tính. Rốt khẽ gật đầu, điểm này hắn hiểu rất rõ. Cùng loại quái vật tụ tập cùng một chỗ, không chỉ sẽ dẫn phát càng nhiều khói đen hội tụ. Sẽ còn cường hóa bọn chúng thuộc tính, khiến cho chúng nó tốc độ phát triển càng nhanh cho nên không ít quái vật đều sẽ quần cư hiện tượng tự thân đặc dị thuộc tính càng mạnh quái vật càng là như thế tỉ như chuột bệnh gặp một con lúc rốt liền biết phụ cận có một tổ trà ngọc vui sướng nói vậy bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất vừa tiến vào ngủ xây trạng thái đại gia hỏa là yếu nhất con cọp cười nói nhiệm vụ lần này cho tinh cấp tích lũy kinh nghiệm cùng vinh dự rất nhiều nếu như có thể thuận lợi hoàn thành chúng ta lập tức liền muốn thăng tin thiết lan lập tức đánh gãy bọn hắn các ngươi bệnh cũ lại phạm nhiệm vụ còn chưa hoàn thành liền bắt đầu thảo luận thu hoạch là ngu xuẩn nhất cho ta chuyên tâm điểm bỗng nhiên rốt hô phía trước có quái vật đội ngũ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu thiết lan một ngựa đi đầu xông vào nhất phương diện con cọp theo sát phía sau trà ngọt đứng ở chính giữa che chở cuối cùng rốt quái vật rất lớn linh hồn hình sóng rộng lớn bình ổn cũng đã tiến vào yên lặng trạng thái, ta nhìn không ra nó cấp độ, nhưng theo hình thể đến xem, chính là tập kích thanh thảo trấn con kia. Thiết Lan lớn tiếng hỏi, khoảng cách. Rốt tính nhẩm một chút, báo ra một cái tinh chuẩn số lượng, 900 bước. Tại Torian, một bước chính là thân cao một giác tám người trưởng thành bình thường phóng ra bộ pháp khoảng cách, là một loại phổ biến khoảng cách đơn vị, ước chừng chính là một phần ba gạo. Ba bước một giác, một giác chính là một mét hắn cố ý dùng bước mà không phải giác, chính là càng tinh xác tính toán. Thiết Lan, con cọp, trà ngọt ba người cùng nhau quay đầu, kinh ngạc nói, 900 bước. Người có thể nhìn thấy 300 giác bên ngoài quái vật. Đúng. Nó còn là yên lặng trạng thái, ngươi là hoàn toàn kẻ linh thì sao? Rốt gãi gãi đầu, chỉ có thể thừa nhận, các ngươi nói không sai. Ba người đều trầm mặt xuống, nhưng rốt có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ khó có thể tin kinh ngạc, linh hồn chi nhãn không chỉ có mang theo linh thị thị giác, đồng thời còn có thông thường thị giác. Con cọc thật thà trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười, xem ra chúng ta lần này là gặp may. Thiết Lan lẩm bẩm một tiếng, thật là xui xẻo, ngươi làm sao không nói sớm, hại ta đớp cứt. Trà ngọt khẽ cười nói, một hồi nhiệm vụ thù lao đa phần hắn một phần đi, dù sao hắn lấy không được tin cấp kinh nghiệm cùng vinh dự. Thiết Lan không nói gì, nhưng hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Hiện chiến đấu đội hình tiến lên sau một lát. Thiết Lan cũng trông thấy quái vật kia. Nó nằm tại một cái cự đại hình tròn động cuộc chính giữa, nồng đậm khói đen theo tứ phương tụ tập, ở bên người nó lăn lộn phun trào. Thiết Lan nâng lên một cái tay, nhẹ nói, chúng ta đồng thời sử dụng công kích mạnh nhất, tại nó tỉnh lại trước để cho nó lớn nhất đã kích. Lê Minh Chi nhận tiên sinh, ngươi linh năng cự pháo cần bao lâu thời gian chuẩn bị. Ngữ khí của hắn một chút trở nên khách khí như vậy, để rốt có chút không thích ứng. Đại khái muốn 30 giây. Thiết Lan gật đầu, tốt, ngươi trước dùng, trà ngọt, ngươi tại 18 giây bắt đầu bóp phong mau. Con cọp, ngươi tại 21 giây lúc bắt đầu đọc ngươi xé rách phong bạo, ta sẽ tại 26 giây lúc tụ lực. Hiện tại, cầm ra đồng hồ bỏ túi, nhắm ngay thời gian, bắt đầu đi ba người theo thứ tự vào chỗ. Rốt tuyển một cái tốt nhất góc độ, tại trong tinh thần dẫn ra thứ ba ngôi sao, nhưng lần này, hắn không có vẻn vẹn chỉ là cảm ứng xúc động ngôi sao, để nó tự động vận chuyển, mà là ý đồ khống chế nó, tự như khống chế một đầu cùng bạo giả thú, để nó dựa theo mình ý đồ hành tẩu. Cường đại phản tác dụng lực truyền đến, cự tuyệt vặn vẹo tinh thần của hắn khống chế. Nhưng rốt toàn lực kiên trì, một bước cũng không nhường, tinh thần tại mãnh liệt rằng co súng phản phất bị xoay chuyển xé rách. Nhưng hắn cắn chặt răng, không có buông lỏng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, rốt giống như sông phá loại nào đó chật hẹp bình cảnh, đi tới một cái thế giới mới, rộng lớn không gian lập tức mở ra lòng dạ của hắn, vô số tinh quang ở trước mắt lấp lánh, quỷ tích của ngôi sao như là vô hạn đường nét hình thành một bộ tuyệt mỹ tinh đồ. Linh hồn bản năng vận chuyển Trước nay chưa từng có mãnh liệt linh năng bắt đầu chấn động. Chương 155, vượt sâu chi ma. Trong cảm giác của thiết lan ba người, rốt linh năng ba động liền như là hải triều, sống sau cao hơn sống trước. Cái này. Thiết lan, hắn cao nhất linh năng cường độ thật chỉ có hai ngàn khắc. Thiết lan cũng vô pháp tin. Đây là hắn nói cho ta. Trên đường đi, ta xác thực cũng không có cảm thấy hắn có vượt qua hai ngàn khắc linh năng phản ứng. Nhưng đây ít nhất là hắn cao nhất linh năng cường độ gấp mấy chục lần. Còn tại tăng cường. Ba người đều yên lặng đứng hơi xa một chút để tránh bị tác động đến. Mà rốt giờ phút này mừng rỡ đã nhanh nổ tung. Nguyên lai. Like. Điều khiển linh năng ngủ trọng tấu đơn giản như vậy. quỷ tích của ngôi sao tự như một trận sụt sôi giai điệu. Hắn có thể tùy tâm sở dục diễn tấu. Càng sụt sôi làng điệu ngưng tụ linh năng càng nhiều rốt không chút do dự lựa chọn năm phần hắn từng nghe qua nhất sụt sôi âm phù, bọn chúng phân biệt đến từ anh hùng bản giao hưởng, vận mệnh bản giao hưởng, e -so đúc, cùng tưởng khúc, quốc tế khúc. Đến từ một cái khác thời không nhân loại đỉnh phong nghệ thuật lấy được chưa từng có mãnh liệt hiệu quả. Linh năng phản phất bạo sôi tại trên cánh tay của hắn tụ tập, ngừng kết mà thành màu vàng sáng cự pháo bộc phát ra mạnh liệt quan mang. Giống như là biển gầm linh năng ba động tại năm vòng thêm vào bên trong đạt tới cao triều nhất. Oanh. Bắn ra bạch quang bao phủ hết thảy, năng lượng cường đại che giấu tất cả nhỏ bé ba động, ba người khác công kích tự như hạt bụi nhỏ không chút nào làm người khác chú ý, trong ngủ say nhiễu sóng thú trực tiếp bị đánh xuyên, màu trắng kích sóng tiếp lấy xuyên thủng mặt đất, trong lòng đất nổ tung. Kịch liệt năng lượng phóng thích thậm chí dẫn phát địa chấn. Một kích này trực tiếp hao hết rốt tất cả linh năng. Thiết lan ba người cái cầm đều nhanh trật khớp. Mạnh như vậy linh năng ba động đã vượt qua hắn cao nhất linh năng cường độ gấp trăm lần không thôi. Bình thường đến nói, cao nhất linh năng cường độ liền mang ý nghĩa người này tại dưới tình huống bình thường có thể tụ tập lại mạnh nhất linh năng, cũng được xưng làm tuyệt đối linh năng cường độ. Đương nhiên, đây là tại thông thường trạng thái, nếu như sử dụng đặc tính năng lực, có thể đạt tới mấy lần thậm chí mấy chục lần cường độ. Nhưng đạt tới gấp trăm lần trở lên, cái kia thật cực hiếm thấy. Cái này, cái này, đây cũng quá mạnh nhìn xem hóa thành bụi bay quái vật cùng trên mặt đất lỗ lớn ba người ngay cả lời đều nói không nên lời hỏng bét thiết lan bỗng nhiên hô to một tiếng cái này động muốn sập dưới mặt đất chấn động không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng mãnh liệt trong hang động đá vụn cũng đang không ngừng hạ xuống hút quay người mò lên con cọp cùng trà ngọt một phát bắt được trốt đem bọn hắn che ở trước ngực hướng ngoài động chạy như điên to lớn đá vụn nện tại hán động lớn trên sóng lưng, không có tại làn da màu xanh lục bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thiết lan toàn lực chạy như điên, giống một đạo ti chớp màu xanh lục xông ra hang động. Sau một khắc, toàn bộ gò đồi đều sập xuống dưới. Thiết lan trong ngực, trà ngọt bỗng nhiên sợ hãi than nói, rốt tiên sinh, ngươi thật rất mạnh a. À? Rốt khẽ giật mình, ngươi nhận ra rồi. Trà ngọt hé miệng cười nói, ta ở tại thiết thập tự nhai khu, ngươi là con của ta sùng bái nhất anh hùng a có quan hệ ngươi cố sự ta đã nghe qua mất trăm lần cho nên làm ta nghe thiết lan nói chúng ta thợ săn bên trong cũng có một vị cống thoát nước chi vương lúc ta lập tức liền liên tưởng đến ngươi chỉ là không dám xác nhận bất quá tại ngươi thừa nhận ngươi là hoàn toàn kẻ linh thị về sau ta liền xác định là ngươi đồng thời có cống thoát nước chi vương cùng hoàn toàn kẻ linh thị đặc thù không thể nào là người thứ hai nha rốt có chút ủ rũ hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực cải tiến nhiệm vụ lần thứ nhất liền bị nhìn thấu về sau làm sao hỗn thiết lan lập tức giật mình nguyên lai là ngươi a tiến vào kiên quốc học viện mới mấy tháng thiên tài đặc thù học viên khó trách cơ sở kém như vậy nghe nói ngươi có màu đen thùng cơm tiếng khen chỉ cần đớp cứt liền có thể mạnh lên rốt cả giận nói kia là tin đồn con cọp cũng làm sáng tỏ nói đúng là tin đồn màu đen thùng cơm năng lực hẳn là cùng cống thoát nước hoàn cảnh có quan hệ. Nghe nói tại tràn đầy ô uế bên trong hoàn cảnh, sức chiến đấu sẽ có được cực lớn tăng cường. Khó trách, ta nói làm sao có thể có người có thể tại bảy cái giờ chung bên trong hoàn thành 30 cái bốn phía đường thủy nhiệm vụ. Nghe nói ngươi một đêm có thể tới 97 lần, là thật sao? Nói mò. Rốt im lặng nói, ta mỗi ngày chui cống thoát nước, săn giết quái vật cũng không kịp đâu, cái kia có rảnh làm cái này. Thế nhưng là, có hơn mấy chục cái mang thai nữ hài tử tuyên bố hài tử phụ thân là người A, các nàng giảng rất nhiều cùng ngươi truyền miên kinh lịch, những này cố sự hiện tại tại thiết thập tự nhai khu đều rất được hoan nghênh đâu. Rốt khí đều không đánh vừa ra tới, nói xấu. Đây là nói xấu. Thiết Lan nhìn xem sập thành một cái hố to gò đồi, cảm thán nói, đặc thù học viên chính là không giống, hai ngàn khắc linh năng liền có thể đánh ra mạnh như vậy một kích quá mạnh. Trà ngọt trong mắt tràn đầy lắm ta lắm tấm ánh sáng, về sau ngươi sẽ trở thành chúng ta tân tinh, đúng không? Ngươi sẽ bảo hộ chúng ta, đúng không? Con cọp hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới làm thợ săn? Đây là người tốt nhất trưởng thành thời khắc A, lẽ ra ở trong học viện khắc khổ huấn luyện, ta nhớ được học viện sẽ cho mỗi vị đặc thù học viên an bài chuyên môn sân huấn luyện cùng huấn luyện viên. Ân. Là thiếu tiền sao? Mức không lớn, ta có thể mượn ngươi một chút trà ngọt ấy nấy nói ta muốn tích lũy tiền tại thượng thành khu mua phòng ốc nhưng nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tới khi ngươi bảo mẫu miễn phí a à, cam đoan đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục rốt bị bọn hắn đột nhiên nhiệt tình làm cho có chút xấu hổ cái này xin giúp ta giữ bí mật liền tốt ta xác thực ngay tại học viện an bài xuống tiến hành đặt huấn, nhưng ta trưởng thành cần tại chiến đấu xuống tiến hành chỉ là huấn luyện viên cho rằng ta quá yếu mới không cho đi ta là vụng trộm chạy đến ba người lập tức liền rõ ràng đây cũng không phải một loại hiếm thấy hiện tượng có một số người trời sinh có được chiến đấu linh hồn không thích ứng học tập cùng huấn luyện hoàn cảnh cần tại tàn khốc chiến đấu xuống trưởng thành yên tâm đi thiết lan vỗ bụng nói chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ lúc nào ngươi cần chúng ta trợ giúp cứ việc nói có bất kỳ phù hợp nhiệm vụ chúng ta đều sẽ giúp ngươi tiếp không không đúng trà ngọc bổ sung một câu trừ cống thoát nước ba người đều bật cười chỉ đùa một chút cống thoát nước chi vương thanh lý cống thoát nước còn cần ngươi trợ giúp ngươi đừng kéo người ta chân sau thiết lan buông xuống ba người lùi về thành bình thường lớn nhỏ cười nói nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy nhờ có rốt huynh đệ tiền lương theo mạnh chủ vị nhân viên phân phối đi trà ngọt mỉm cười nói ta không có ý kiến đầu to đều là rốt tiểu huynh đệ làm ta liền nóng hạ thân coi như là tới gặp từng trải còn trắng kiếm được một đợt thợ săn vinh dự ban thưởng đâu con cọp cũng nói ta cũng không có ý kiến tốt vậy chúng ta nhanh tồn tại hình ảnh lưu lại thợ săn đánh dấu chuẩn bị hoàn tất nhiệm vụ đi chờ một chút rốt bỗng nhiên hô một tiếng hắn tập trung lực chú ý nhìn về phía cái kia đã sập thành một cái đen ngòm hố to gò đồi. Ba người đều an tĩnh lại, cùng nhau nhìn qua. Cảm giác tương đối nhạy cảm thiết lan phát hiện trước nhất không đúng, có một loại khiến người run rẩy khí tức đang từ sâu trong lòng đất hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Có uy hiếp. Thiết lan thân hình nháy mắt nở lớn, màu lục cơ bắp lại một lần nữa chống ra hắn cao su trường bào. Cái gì? Trà ngọt kinh ngạc nói, nhiễu sống thú không chết sao? đây không có khả năng a à. không phải nhiễu sống thú thiết lan trầm giọng nói khổng lồ màu lục cự nhân cản tại tất cả mọi người trước mặt là sâu trong lòng đất dị mà trà ngọt cùng con cọp thần sắc kịch biến trà ngọt ôm chặt lấy rốt hướng phía sau chạy tới tốc độ của nó cực nhanh chúng ta chạy không thoát chuẩn bị chiến đấu lời còn chưa dứt một cái mọc đầy xúc tu to lớn màu đen vật thể liền theo trong động nhảy ra ngoài Toàn thân nó che kín to lớn bọc mũ, đỏ thẫm dòng máu tại bọc mũ ở giữa chảy xuôi, lít nhà lít nhít trứng trôi nổi tại dòng máu bên trong, theo xúc tu vung vẩy tứ tán vẫy ra. Mà ở trong mắt trốt, cái này vô cùng vặn vẹo hắc ám sinh vật bên trên chỉ nổi lơ lửng một cái tên. Vượt sâu chi ma a. À. Hút quát lên một tiếng lớn. Hướng về quái vật vội xong mà đi. Như là đại tràng hình ống xúc tu lập tức đối với hút phát động tấn công mạnh hút hình thể chỉ có quái vật một phần ba không đến, nhưng cũng được xưng tụng to lớn, hắn mãnh liệt xé rách bất luận cái gì ý đồ cuốn quanh hắn xuất tu, xanh hóa, giao phó hắn lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, chống cự ô nhiễm đặc tính. Có được cái này đặc tính kẻ giữ lửa đều là trời sinh trước vị chiến sĩ. Thiết lan dễ như trở bàn tay xé mở xuất tu, thật dày thành ruột trong tay hắn như là thịt mỡ giống nhau yếu ớt, màu vàng dịch ruột non tung tóe hắn một thân, đứt gãy xúc tu ở phía sau hắn nhảy lên, màu đen quái vật đưa nó toàn bộ xúc tu đều cuốn tới, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, nhưng sau một khắc, màu đen quái vật mở ra ánh mắt nó, kia là một con phóng đại mấy ngàn lần con ruồi mắt, đến không hết mắt kép chồng chất tại tràn đầy bọc mũ trên thân thể, nhìn thấy người khắp cả người phát lạnh. Thiết Lang động tác cứng nhắc xuống tới, mỗi một tất cơ bắp đều trở nên trì trệ, quái vật xúc tu cấp tốc đem hắn bao khỏa rất nhiều dòng máu hỗn hợp trứng theo thành ruột nếp uống bên trên hướng trên người hắn tưới đi bỗng nhiên mấy chục đạo màu trắng vết cào phá không mà đến đem xúc tu xé rách con cọc cấp tốc quơ dài trảo ở trong không khí vạch ra càng nhiều vết cào chặt đứt đại lượng xúc tu đồng thời một đạo trong suốt không khí trường mâu âm theo vạn quân chi lực phá không mà tới chính giữa quái vật mắc kép nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang trường mâu nổ ra một cái đẫm máu lỗ lớn, lấy ngàn mà tính đôi mắt nhỏ cầu tứ tán vẫy ra. Thiết Lan khôi phục hành động, theo quái vật trong phạm vi công kích nhảy ra ngoài. Chỉ thấy trên người hắn một bộ phận da màu xanh biếc đã biến đen, mấy chục con tiểu côn trùng ngay tại hướng hắn trong làn da chui vào. Cũng may hút da dày thịt béo, côn trùng nhất thời không có đạt được. Thiết Lan từng cái rút ra côn trùng, bóp thành nát tương, thở hổn hển nói, đây là mạnh ăn mòn huyết dịch, chứa mũ hóa nát rửa lây nhiễm, có thể đối với ta tạo thành tổn thương, con mắt của nó có thể sơ cứng linh hồn của ta, tuyệt đối không được bị tiếp cận. Con cọp điên cuồng quơ dài trảo, đem tất cả tới gần xúc tu mở ra. Làm sao bây giờ? Hắn nữ khí hơi có lo lắng nói, ta đã là toàn lực, chèo chống không được quá lâu. Ba. Một con xúc tu nhìn qua tầng tầng vết cao, hướng hắn đánh tới. Con cọp không tránh kịp, mắt thấy liền bị đánh trúng lúc thiết lan một thanh kéo lấy xúc tu xé thành hai đoạn màu vàng dịch ruột non vải đầy mặt đất một nửa tràng đạo ở trên tay hắn không ngừng vặn vẹo thiết lan đưa nó xa xa ném ra trầm giọng nói ta cảm ứng được quái vật nhược điểm không phải con mắt của nó mà là nó nào đó một đầu xúc tu ta yểm hộ ngươi Các quan xúc tu trà ngọt công kích con mắt của nó đừng để ta bị định trụ tốt trà ngọt hét lớn một tiếng hai tay triển khai, dùng sức ném ra áp súc không khí chi mau. Lực lượng khổng lồ chấn động đến mặt đất đá vụn đều nhảy dựng lên. Vừa mới quái vật mắc kép lại một lần nữa bị đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe. Thiết Lan thừa cơ xông về phía trước, cùng đến không hết xúc tu ác chiến cùng một chỗ. Con cọc tránh tại Thiết Lan hậu phương, không ngừng phát ra sắc bén vết cào, sắp thành phiến xúc tu chặt đứt. Trà ngọt thì đứng tại ước chừng 60 giác có hơn, chuyên môn dùng không khí chi mâu công kích quái vật mắc kết. Rốt thì ở vào tương đối an toàn một trăm giác bên ngoài, không có tham chiến. Thiết Lan ba người đều đã ngầm thừa nhận hắn không có sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, rốt tại phát giác được quái vật trong nháy mắt. liền sử dụng, thức tỉnh ở khôi phục linh năng. Chỉ là, trong tinh thần, chính nghĩa chấp hành, tia sáng đã ảm đạm đi, hắn trong thời gian ngắn không thể tái sử dụng, linh năng ngủ trọng tấu. Làm sao an toàn gia nhập trận này tự hồ tại hắn đẳng cấp bên ngoài chiến đấu, chính là rốt hiện tại ngay tại suy nghĩ sự tình. Chương 156, Ác Chiến Ba người chiến đấu dị thường kịch liệt, vô tận nhiều xúc tu như gió lốc như mưa rào đánh tới. Hút thân thể cao lớn ngăn lại tuyệt đại đa số công kích, con cọc thì cắt xuống liên miên xúc tu, trà ngọt ném ra mỗi một cái phong mâu đều đối với quái vật tạo thành tổn hại. Nhưng là, tại rốt trong ánh mắt, quái vật linh hồn phi thường quỷ dị, giống một mảnh thấy không rõ sương mù, linh năng hình sóng theo chỗ sâu lan tràn đi ra, càng ngày càng rõ ràng, phản phất đang từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mà theo nó thức tỉnh, nó linh năng cũng càng ngày càng mạnh. Càng nhiều xúc tu từ trên thân quái vật nhô ra. Phát động càng thêm cuồng bạo đã kích. Mà lại, rốt còn cảm thấy một loại thâm hàng ác ý theo quái vật trên linh hồn lộ ra, vững vàng tập trung vào hắn, phản phất chỉ cần hắn ý đồ chạy trốn, liền sẽ bổ nhào mà tới. Nhưng đối với ba người khác, nhưng không có loại này ác ý, đây là có chuyện gì? Ta cùng ngươi có thù sao? Rốt rất nhanh ý thức được, giống như xác thực có thù, vượt sâu chi ma đỉnh đầu giống như nhận qua công kích, có một mảnh cháy đen vết tích, lại nhìn thấy cách đó không xa bị rung sụp hang động cùng gò đồi hình thành hố to, bỗng nhiên liên tưởng đến, tại đánh giết nhiễu sóng thú lúc. Hắn linh năng ngủ trọng tấu, trực tiếp xuyên qua quái vật, xuất vào lòng đất. Chẳng lẽ đầu này vượt sâu chi ma vừa lúc tại lòng đất ngủ say, bị hắn linh năng cự pháo nổ chính. Cái kia mãnh liệt địa chấn nguyên lai là nó đưa tới. Là nó rung sụp hang động, chế tạo ra cái này hố to. Cái suy đoán này để rốt không rét mà rung hắn kiệt lực kềm chế phát tán tư duy đem lực chú ý tập trung tại lập tức vượt sâu chi ma đang dần dần thức tỉnh một khi nó theo yên lặng trạng thái bên trong hoàn toàn khôi phục sự tình liền hỏng bét thiết lan hiện tại đã có chút chịu không được con cọp móng vuốt vung giống như gió cũng cắt không hết càng ngày càng nhiều xúc tu một chút xúc tu có ý thức cản tại mắt kép trước ý đồ ngăn lại trà ngọt ném ra phong mâu không được ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Nếu như bọn hắn chịu không được, ta cũng không nhất định có thể chạy mất. Rốt trước đối với quái vật mở máy thương, như dự liệu như thế, phong linh tử đạn căn bản đánh không thủng thật dày xúc tu, loại cường độ này quái vật, nếu như không đánh trúng nhược điểm, là không thể nào có hiệu lực. Rốt lại ném ra lôi thạch, nó có một chút hiệu quả, bộc phát lôi quang nổ đoạn mất mấy cây xúc tu. Tê liệt mấy cây xúc tu hạt cát trong sa mạc nhưng không quan hệ một chén nước không được một trăm chén đâu chỉ cần có thể phá phòng là được rốt lại dùng ra tuyệt kỹ của hắn cho nguyên một cái túi lôi thạch nạp năng lượng đồng loạt ném đi qua cái hiệu quả này không sai to lớn lôi quang chiếu sáng phương viên một trăm giác khoảng cách quái vật hơn nửa bên thân thể đều bị lôi điện nuốt hết mấy chục cây xúc tu bị nổ bay càng nhiều xúc tu bị tê liệt mãnh liệt tiến công lập tức vì đó trì trệ Thiết Lan không ngờ tới lúc này lại còn có thể được đến dạng này viện trợ. Lập tức mừng lớn nói, không hổ là chúng ta tân tinh. Bỗng nhiên nắm lên hai cây xúc tu, theo quái vật trên thân thể cứng rắn kéo xuống. Đại cổ máu đen hỗn hợp dịch ruột non tiêu xạ mà ra. Con cọp ánh mắt ngưng lại, song trảo bỗng nhiên chọc vào trong không khí, dùng hết toàn lực hướng ngoại xé đi, phản phất tại xé rách loại nào đó cực cứng cỏi da thịt. Mà theo động tác của hắn, Quái vật vết thương trên người cũng đang bị xé lớn. Trà ngọt, Thiết Lang hô to một tiếng. Biết. Nương theo lấy câu trả lời của nàng, phá không mà tới phong màu cắm thẳng vào trong vết thương. Bị vô tận lực lượng áp suất không khí bộc phát ra uy lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đại đoàn huyết nhục phun ra, quái vật trên thân nổ ra một cái động lớn. Tốt. Con cọp cười nói, chúng ta thắng định. Nhưng nháy mắt sau đó rốt nhìn thấy, một đạo ô uế linh quang từ trên thân quái vật triển khai. Trên mặt đất nhuyễn Trùng đột nhiên giống được đến mệnh lệnh điên cuồng sinh trưởng, cũng hướng quái vật trên thân cấp tóc bò đi, dung nhập huyết nhục của nó bên trong. Trên người nó trứng cũng bắt đầu ấp trứng, cấp tóc trưởng thành mới xuất tu. Chỉ trong nháy mắt, quái vật lại khôi phục như lúc ban đầu, xuất tu ngược lại càng nhiều. Thiết Lan biết sự tình không dễ làm, hắn đã rõ ràng cảm thấy linh năng cung ứng không đủ. Một khi sanh hóa kết thúc, hút biến mất, cái đội ngũ này lập tức liền muốn sụp đổ. Con cọp, trà ngọt. Hắn vội vàng hô. Chúng ta một lần phát động tấn công mạnh, sau đó thừa cơ chạy trốn. Trà ngọt hô, không có tiêu diệt hy vọng sao? Cơ bản không có, ta linh năng chèo chống không được quá lâu, rốt huynh đệ cũng hao hết linh năng, đem trên thân tất cả lôi thạch đều vẫn quan, ta 30 năm lão thợ săn kinh nghiệm nói cho ta, đã không có đánh giết khả năng âm âm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn lôi quang lại một lần nữa chiếu sáng hắc ám, phô thiên cái địa điện xà thậm chí so với một lần trước càng nhiều. Đây là hai túi lôi thạch. Hút cái kia so nắm đấm còn lớn trong mắt đều phòng đi ra. Dựa theo bình thường lẽ thường, bất luận cái gì nhân viên chiến đấu, trên thân nhiều nhất chỉ đeo một cái cho túi, mà lôi thạch là sẽ không đặt tại cho túi bên ngoài, rốt vừa rồi ném ra cho túi, dựa theo bình thường tư duy, chính là một hơi ném ra tất cả lôi thạch. Cho nên hắn mới phán đoán bọn hắn không có đánh giết khả năng. Nhưng ai muốn lấy được, vị này danh xưng cống thoát nước chi vương tiểu huynh đệ, vậy mà không đi đường thường, mang ba cái trò túi, mỗi cái trò trong túi đều thả đầy lôi thạch. Thất thần làm gì? Mau đánh A. Rốt gấp hô, đồng thời cho hai túi lôi thạch nạp năng lượng là to lớn gánh vác, nếu như không phải linh hồn của hắn cường độ so với quá khứ mạnh gấp 5-6 lần, căn bản làm không được. Thiết Lan nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức bắt lấy quái vật xúc tu mảnh túng, hô, cơ hội. Hắn đã nhìn ra, quái vật thân thể chính là một đại đoàn cuốn quanh cùng một chỗ xúc tu. Tận khả năng sát thương xúc tu, tìm tới quái vật bản thể, chính là biện pháp tốt nhất. Con cọp cùng bắt loạn xé, đem hắn linh hồn đặc tính phát huy đến vô cùng nhuận nhuyễn, đến không hết xúc tu bị hắn xé rách cắt đứt. Ha ha ha, chúng ta thắng định, đánh giết một đầu dị ma, lão đầu tử nhất định sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Nhưng nháy mắt sau đó, rốt lại nhìn thấy, vượt sâu chi ma linh năng sôi trào lên. Nó thân thể khổng lồ như là nở hoa nở rộ, đếm không hết xúc tu mở rộng đi ra, lộ ra chính giữa một cái vặn vẹo bóng đen. Đây mới là nó linh hồn vị trí bản thể. Khó trách trước đó nhìn thấy hình ảnh như vậy kỳ quái, cái kia tất cả đều là tràn ngập linh năng cùng linh hồn diễn sinh hồn thể rút lại theo trong tay áo móc ra hai túi lôi thạch đây là hắn xuất phát trước liền chuẩn bị tốt nếu như sử dụng hết hắn còn có thể đi trong mộng cảnh móc nhưng chính đang hắn muốn nạp năng lượng lúc bóng đen trên đầu nhô ra một cây cực nhỏ thật dài xúc tu hướng hắn cấp tốc quét tới ba người đồng thời hoảng sợ nói cẩn thận nhờ vào đoạn thời gian trước huấn luyện rốt nháy mắt tụ lên linh năng mở ra linh năng phòng ngự hút đem hết toàn lực đưa tay cứng trắng chống đỡ một chút xúc tu, nhưng thật dài xuất tu phía trước y nguyên rút trúng rốt. 3. Rốt chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, tinh thần phản phất nhận trọng kích, người phản phất đằng vân giá vụ bay lên, một mực rơi xuống mấy chục giác có hơn. Kịch liệt đau nhức theo trên cánh tay truyền đến, trong tinh thần càng là như như tê liệt kịch liệt đau nhức, phòng ngự linh năng đã bị đánh tan, đây là thiết lan giúp hắn cản một chút kết quả. Nếu như chính diện bị đánh trúng, chỉ sợ người đã bị rút thành hai đoạn. Rốt cố nén kịch liệt đau nhức nâng lên thân, dương mắt nhìn lại, phía trước tình hình chiến đấu càng kém. Ba người lâm vào khổ chiến, hút một cái tay bị đánh gãy, đã yểm hộ không ngừng sau lưng con cọp cùng hậu phương trà ngọt. Con cọp cùng trà ngọt không thể không phân ra càng nhiều tinh thần xử lý tập kích bọn họ xuất tu, hỏa lực chuyển vận trên diện rộng yếu bớt. Mà quái vật bản thể bên trên lại mở ra mới mắc kép. Thiết Lan biết không ổn, Bọn hắn có thể muốn treo, nhưng tần tinh nhất định phải sống sót, lập tức hô lớn, rốt, nhanh đi kêu gọi chi viện. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ hết sức đứng vững. Nói còn chưa dứt lời, rốt đã mở ra linh chu, quay người chạy. Thiết Lan nằm miệng lại, toàn lực ngăn cản công kích. Con cọp cười nói, rốt huynh để phản ứng thật nhanh, nhất định có thể chạy mất. Lời còn chưa dứt, quái vật bỗng nhiên bắn lên vô số xúc tu như hải tạo ở trong không khí huy động, tạo nên vô số linh năng gần sống, hướng về rốt mau chóng đuổi mà đi. A à, sơn nước, vạn phần thật có lỗi, buổi chiều càng cái lớn. Chương 157, nhỏ yếu thắng lợi. Rốt liếc mắt liền thấy hậu phương vội sông mà đến vực sâu chi ma. Quả nhiên đuổi theo. Dạng này, Thiết Lan ba người khẳng định an toàn, bọn hắn nhanh đi kêu gọi chi viện, có lẽ có cơ hội có thể giết chết cái quái vật này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể chạy mất. Giữa không trung, rốt hướng về vương thành phương hướng bay nhanh mà đi. Linh Chu cũng không hoàn toàn thụ hắn khống chế, sẽ chỉ hướng trong đầu hắn hiển hiện địa điểm bay đi, nếu như vô tình gặp hắn vật lý trở ngại, nó liền sẽ trốn vào linh giới. Nhưng trên bình nguyên, nó tự hồ cũng không thể làm được điểm này mà vượt sâu chi ma tốc độ viễn siêu rốt, nó mỗi một cây trên xúc tu đều quơ linh năng, như là tại linh năng hải dương vẫy vùng. Trăm ngàn cái xúc tu cùng nhau huy động thời điểm, nó thân thể cao lớn liền sẽ hướng về phía trước vội sông một khoảng cách. Chỉ mấy cái bắn vọt, nó liền đuổi kịp rốt, một cây thật dài xúc tu gấp rút mà tới. Hỏng bét. Rốt né tránh không kịp, bị chính đánh thẳng bên trong. Linh Chu chia năm sẽ bảy, hóa thành vô số sương trắng tiêu tán còn tốt linh chu bản thân có nhất định phòng ngự hiệu quả người không có thụ thương quanh một tiếng rốt rơi xuống đất đồng thời quái vật cũng theo đó rơi xuống đất hắn biết sự tình không ổn lập tức đem hai mươi cái mộc khôi lỗi toàn bộ bóp nát triệu hồi ra hai mươi cái thụ nhân xoát 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 mấy chục đầu xúc tu quét ngang mà đến nhưng lại tất cả đều bị thụ nhân ngăn lại những này thụ nhân thân thể cực mềm dai năng lực tái sinh rất mạnh chặt cây lan tràn sinh trưởng phía dưới, lại nhất thời ngăn lại quái vật. Rốt được đến khe hở, lập tức thổi lên cái còi. Viện trưởng huyễn ảnh lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Hắn cao lớn thân ảnh nhìn thấy phương xa cùng thụ nhân truyền đấu quái vật, hư ảnh lông mày lập tức nhíu lại. Nhanh, nhanh đi ngăn lại nó. Rốt ra lệnh. Huyễn ảnh không quá tình nguyện dơ lên pháp trượng, nhưng vẫn là một cái nhảy vọt đi qua, nện đứt một cây xúc tu nhưng quái vật xuất tu đã toàn bộ triển khai bản thể của nó là một đại đoàn vặn vẹo đen thịt tất cả xuất tu đều là theo cái này đoàn đen dưới thịt dọc theo đến tựa như một đầu có vô số xuất tu cự hình bạch tuột thụ nhân chỉ có thể đơn phương bị đánh cũng không có thương tổn năng lực của bọn nó mà huyễn ảnh tựa hồ phi thường chán ghét cùng con quái vật này tiếp xúc nhất là nó dịch ruột non cùng máu đen luôn luôn một kích liền trốn xa vượt sâu chi ma lực lượng vượt xa quá bọn chúng triệu hoáng vật nhìn qua duy trì không được quá lâu đây cũng là hắn không có lựa chọn ngay từ đầu liền triệu hoán bọn chúng nguyên nhân nhưng tại lúc này rốt bỗng nhiên có một cái ý nghĩ hắn lại một lần nữa triệu hồi ra linh chu hướng về phương xa phá không mà đi quả nhiên vượt sâu bạch tuột lập tức đuổi theo hai mươi cái thụ nhân tất cả đều cúng quanh tại nó trên xúc tu cũng không để ý đến huyễn ảnh không ngừng mà lóe ra đến đánh xuống một đoàn xúc tu nó cũng không có phản ứng quái vật này tự hồ đối với ta có không tầm thường chấp nhất. Rốt nghĩ thầm. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Trước khi sắp bị đuổi kịp, rốt quả quyết lựa chọn rơi xuống đất. Quái vật cũng theo đó rơi xuống đất, nhưng nó rất nhanh lại bị đáng ghét thụ nhân cuốn lấy. Những này cứng cỏi nhánh cây đầu gỗ căn bản không sợ đè ép, cũng không sợ đà kích, mà thụ nhân trời sinh liền có cường đại ăn mòn kháng tính, cũng không sợ quái vật ăn mòn mũ dịch cùng máu thô to xúc tu vặn lại thụ nhân, ý đồ đem nó xé nát. Đây là duy nhất có hiệu biện pháp. Nhưng là, rốt lại một lần dựng lên linh chu chạy. Quái vật không thể không lần nữa tiến vào linh năng dạo chơi trạng thái, mỗi một cây xúc tu đều ở trong không khí du động. Dùng linh năng thôi động thân thể. Hơn ngàn đầu xúc tu một lần múa, chính là một lần bắn vọt. Tốc độ dù nhanh, nhưng cũng không phải là đặc biệt linh hoạt, đặc biệt là tại bắn vọt trong quá trình không cách nào chuyển hướng. Rốt nhắm ngay cơ hội, cấp tốc rơi xuống đất. Quái vật bị ép rơi tại cách đó không xa, lại một lần cùng thụ nhân truyền đấu cùng một chỗ. Mà lần này, rốt không có lựa chọn lập tức chạy trốn hoặc tham chiến, mà là tiến vào mộng cảnh, cấp tốc đem trước chế tác 100 cái chuột bệnh linh hồn cho cốt toàn bộ đem ra, cũng ném ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, 100 đầu chuột bệnh linh thể cùng cùng hướng vực sâu chi ma vọt tới mặc dù tương đối mà nói, chuột bệnh phi thường nhỏ yếu, không có gì uy hiếp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, bọn chúng nhau nhau chui qua thụ nhân khe hở, cắn xé quái vật xúc tu. Sau đó, tại vực sâu chi ma phát động phản kích trước, rốt lại một lần nữa đằng không mà lên. Vực sâu chi ma cũng lại một lần nữa tùy hành, đỉnh lấy một trăm đầu chuột bệnh cùng một cái huyễn ảnh công kích đuổi theo. Cứ như vậy, rốt không ngừng mà cất cánh hạ xuống, vượt sâu chi ma tốc độ dù nhanh, nhưng nhận thụ nhân cường lực quấy nhiễu, cũng không phải đặc biệt tốt bắt lấy rốt. Càng làm cho người ta kinh ngạc là Chuột bệnh công kích tự hồ đưa đến kỳ hiệu. Bọn chúng trời sinh mang theo ôn dịch lây nhiễm hiệu quả, mà tràn ngập ăn mòn mũ dịch vực sâu chi ma, vậy mà đối với ôn dịch không có gì chống cự tính. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Làm rốt lần thứ năm rơi xuống lúc, vượt sâu chi ma đã đi lại tập tỉnh, linh năng tại ôn dịch tổn thương xuống đại lượng sói mòn, linh hồn thức tỉnh tốc độ diện rộng hạ thấp, nó không còn ý đồ truy đuổi rốt, mà là chuyên chú thanh lý những này đáng ghét chuột, nhưng không có cái gì lực công kích thụ nhân gánh chịu nó đại bộ phận công kích. Chuột bệnh có thể tại thể tích khổng lồ nhưng bên trong tràn ngập trống rỗng thụ nhân bên trong cắn xé thân thể nó. Rốt lần thứ nhất nhìn thấy cơ hội. Bởi vì sợ hãi nổ đến chuột bệnh, hắn không có sử dụng lôi thạch, đây chính là chuột bệnh khắc tinh hắn rút ra linh hồn thương, không ngừng đối với vực sâu chi ma bản thể chuyển vận, một khỏa lại một khỏa phong linh tử đạn đánh vào đoàn kia vặn vẹo màu đen cục thịt bên trên, không ngừng đánh thẳng vào nó linh hồn, trở ngại nó linh năng vận chuyển. Nhưng chân chính đối với nó tạo thành tổn thương, còn là dọc theo xúc tu cấp tóc bò lên màu vàng xanh ôn dịch, ôn dịch ăn mòn là có thể điệp da, một người nếu là trong khoảng thời gian ngắn bị chuột bệnh cắn lên 4 năm miệng. Liền sẽ lâm vào chiều sâu trúng độc trạng thái, không chỉ có đối với sinh mạng có cực lớn uy hiếp, đối với linh hồn cũng sẽ tạo thành tổn thương, vô cùng phiền phức. Đây cũng là vì cái gì vương thành người như thế chán ghét thanh lý cống thoát nước nguyên nhân. Mà cái quái vật này, đã bị một trăm con chuột bệnh cắn mấy trăm miệng, nếu như đổi người khác, hắn đã sớm chết bất đắc kỳ tử, nhưng vực sâu chi ma còn đang điên cuồng dãy dụa, vô số xúc tu như là sôi trào lên nhúc nhích, tự như một nồi nước sôi bên trong sôi nấu mấy trăm con đại bạch tuột nhưng nó trúng độc quá sâu, ôn dịch giết chết nó xúc tu. Giết chết trên người nó trứng, phá hư thân thể của nó, khiến cho nó linh hồn nhận trọng thương. Rốt cục, rốt một thương đi qua, vượt sâu chi ma toàn thân rung lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vặn vẹo đen trên thịt linh hồn phá vỡ một cái động lớn. Đã sớm chờ lấy giờ khắc này rốt, như chấp giật xông tới. Trên tay phải liêm đao hiển hiện, quan khí dâng lên, cắm thẳng vào nó trong linh hồn bành. Phản phất đến từ trong hư không trầm đục, rốt kéo đứt nó linh hồn chi tuyến. Im ắng kêu rên ở trong không khí vang lên, đếm không hết bụi đen theo to lớn bạch tuột trên thân đằng không mà lên, nồng đậm khói đen cũng vô pháp ngăn cản cái này thắng lợi nghi thức. Một đạo to lớn hắc khí xuyên qua rốt thân thể. Vượt sâu chi ma linh hồn, vô linh chi hồn, 990, tốt. Rốt rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là một cái cường đại linh hồn, so trước đó thu hoạch được cơ biến cự thú linh hồn, linh hồn còn cường đại hơn. Một chuyến liền thu hoạch hai cái cường đại linh hồn, lại nhiều đến mấy chuyến, chính nghĩa. Chấp hành ở lập tức liền có thể viên mãn. Nói không chừng còn có thể gặp có thể đốt lên ngôi sao đặc thù linh hồn. Lại thêm ta đủ loại thủ đoạn ác chủ bài, tiếp tục như vậy sầm lớn căn bản không phải vấn đề. Rốt nhìn không được giang hai tay ra, phản phất tắm rửa tại trùng thiên bụi đen bên trong. có quan hệ quái vật hết thảy đều theo nó linh hồn biến mất mà vỡ vụn, cái này vặn vẹo hắc ám, nhất định phải lấy một cái vật vẫn tồn tại tại thế giới này. mà sinh mệnh nhưng lại không cần như thế. có người nói qua, nghệ thuật là trân quý kỳ tích, hỗn loạn bất quá là khắp nơi có thể thấy được các đất mà sinh mệnh chính là vô tận trong hỗn độn sinh ra trân quý nhất tác phẩm nghệ thuật, sinh mệnh tín niệm cùng tình cảm thì là cái này tác phẩm nghệ thuật bên trên lấp lánh nhất bảo thạch. Rốt rất tán đồng điểm này. Buồn nôn dị dạng vặn vẹo quái vật, còn là đi chết tốt. Ông Nhu đáng yêu các tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ không thơm sao? Hắc hắc. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là còn sống, mà chỉ có đủ cường đại người mới có thể sống sót. Hừ, ta sẽ không chết. Bụi đen rất nhanh tiêu tán. Rốt theo thật dậy cho tàn bên trong tìm tới một đoạn kết khối ta cho, hẳn là cái quái vật này cho cốt. Quái vật cho cốt bên trong bao hàm còn sót lại lực lượng, có nhất định giá trị, cường đại quái vật cho cốt tương đối đắt đỏ, có thể dùng tại chế tác các loại linh tính vật phẩm, có chút còn có thể chế thành dược tệ. Khối này cho cốt có thể lấy về bán đi. Đáng tiếc là, linh hồn cho cốt chỉ có thể chế tác yếu kém quái vật linh thể, rốt thử qua một lần, cùng loại vực sâu chi ma cường đại như vậy quái vật là không thể chế tác. Hẳn là còn có cao cấp hơn phối phương. Rốt nghĩ thầm. Chỉ là không biết ở đâu tìm. Bất quá, cường đại linh hồn là rất trân quý, ngôi sao nhu cầu cũng không thể thỏa mãn. Rất không có khả năng dùng để chế ở linh hồn cho cốt. Còn sót lại thụ nhân cùng chuột bệnh hướng rốt dựa vào đến, bọn chúng đều đã vết thương chồng chất khói đen đối bọn chúng cũng có nhất định ăn mòn hiệu quả bất quá một lát liền lần lượt tan ra thành từng mảnh tiêu tán một trận đánh xuống lại đem hàng tồn lập tức dùng hết còn tiêu hao không ít vật tư rốt cảm thấy ưu sâu hắn vốn là muốn tìm mấy cái đáng tin cậy đồng đội giúp hắn đối phó quái vật không nghĩ tới đồng đội vậy mà không có dựa vào còn là buộc hắn vận dụng ác chủ bài lần sau nhất định phải tìm mấy cái càng mạnh rốt thở dài đem bên hông đạn tín hiệu giải xuống tới đưa vào linh năng nhẹ nhàng ném đi đạn tín hiệu bay lên bầu trời bộc phát ra mãnh liệt hồng quang xuyên thấu khói đen xa xa chiếu ra ngoài đây là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thiết yếu vật phẩm dùng cho liên lạc đánh dấu vị trí phòng ngừa tẩu tán chờ một chút căn cứ tia sáng lấp lóe khác biệt còn có thể truyền lại một chút ngắn gọn tin tức thí dụ như cứu mạng tiếp viện thoát đi nguy hiểm chờ quả nhiên cũng không lâu lắm, liền nghe tới Thiết Lan tiếng gầm gừ. Rốt huynh đệ. Chống đỡ, chúng ta tới cứu ngươi. Bất quá một lát. Hút thân hình khổng lồ kia liền đập vào mi mắt. Rốt huynh đệ. Chống đỡ. Ách, quái vật đâu? Bị ngươi hất ra sao? Hút trái phải nhìn quanh, phản phất sợ hãi quái vật đột nhiên nhảy ra đồng dạng. Con cọp cùng trà ngọt thì vọt tới trước người hắn, điên cuồng ở trên người hắn tìm tòi. Thụ thương sao? Có hay không khó chịu triệu chứng? Nhanh, uống trước một ngụm linh thụ lộ, trở về lại cẩn thận kiểm tra. Rốt bị ép uống một ngụm linh thụ lộ, bất đắc dĩ nói, ta không bị tổn thương, quái vật đã chết, nhìn xuống đất xuống cho tàn. Cái gì? Ba người cùng nhau kinh hô lên. Chết rồi. Chết như thế nào? Có vị kia thủ hộ giả tới sao? chúng ta tín hiệu cầu cứu vừa mới phát ra ngoài a à? rốt thuận miệng nói quái vật kia đã bị các ngươi trọng thương ta kéo lấy hắn chạy một hồi nó liền tự mình chết rồi triệu hoán quái vật linh thể năng lực nghe vào mười phần không rõ tốt nhất vẫn là đừng nói thiết lan ba người đều cảm thấy khó có thể tin quái vật trước khi rời đi xác thực thụ không nhẹ tổn thương nhưng nhìn qua không phải phi thường trí mạng mà lại tại khói đen trong hoàn cảnh quái vật là sẽ thu hoạch được cường hóa cùng khôi phục, làm sao lại bị kéo chết. Nhưng cho tàn đang ở trước mắt, quái vật cho cốt cũng trên tay hắn, không dung bọn hắn không tin. Con cọc thật thà trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, ta liền nói rốt huynh đệ chạy nhanh. Nhất định bình an vô sự. Nhắm lại ngươi miệng thúi. Thiết Lan giận phun hắn một câu. Mỗi lần ngươi nói muốn thắng thời điểm, đều sẽ xuất hiện quái sự, rốt nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định đem ngươi miệng xé con cọc không quá chịu phục nói người đây là nhàm chán mê tín nhìn rốt huynh đệ không phải thật tốt đứng ở trước mặt chúng ta sao trà ngọt đánh cái giảng hòa Ông hòa nói bất luận nói thế nào nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành chúng ta còn ngoài định mức tiêu diệt một đầu dị ma đây là quân chiến bộ trường kỳ nhiệm vụ ban thưởng rất nhiều lần này thu hoạch đã rất nhiều chúng ta tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ trở về đi thiết lan gật gật đầu thu thập một bộ phận cho tàn về sau liền trở về thanh thảo trấn nghe nói hoàn thành nhiệm vụ thành công trở về tin tức về sau rốt bốn người nhận thanh thảo trấn nhiệt liệt hoan nghênh thanh thảo trấn trưởng trấn tự thân vì bọn hắn cử hành một cái tiệc tối chỉ ít có một phần mười dân trấn tham gia trên quảng trường cực lớn tất cả đều là chúc mừng dân chúng giáo hội hỏa tư tế tự thân vì bọn hắn nhóm lửa đóng lửa đến không hết nam nữ vây quanh bay vút lên hỏa diễm khiêu vũ trong không khí tràn đầy thịt nướng cùng mật ong mùi thơm thanh thảo trấn trưởng trấn nói cho bọn hắn đây là một năm đã qua thanh thảo trấn bên trên phát sinh lớn nhất tập kích sự kiện bốn tên trọng thương thủ vệ bây giờ còn chưa có thức tỉnh dân trấn đều phi thường sợ hãi không có người muốn đánh vỡ an tường thời gian trở lại như thế tại lo sợ bất an khủng hoảng xuống trong sinh hoạt cho nên nghe tới bọn hắn thành công tiêu diệt uy hiếp về sau mới có thể cao hứng như vậy Rốt cũng xác thực cảm giác được nhiệt tình của bọn hắn, tiệc tối bên trên, mỗi người đều nhận mỹ mạo nữ tính hoặc anh Tuấn Nam tính mời, bao quát nhìn qua đã không quá trẻ tuổi tra ngọt. Khiến rốt không quá cao hứng chính là, hắn đồng thời nhận mỹ mạo nữ tính cùng anh Tuấn Nam tính mời. Đương nhiên, bốn người đều không có đáp ứng, đang ăn qua thanh thảo trấn đặc sản cỏ xanh mật ong thịt nướng về sau, liền hướng trưởng trấn cáo từ. Mọi người mặc dù không bỏ, nhưng cũng có thể hiểu được tại đưa tặng rất nhiều cỏ xanh đặc sản về sau, đem bọn hắn đưa ra bên ngoài trấn. Bốn người dẫm lên xe đẩy tay, rốt cục trở lại vương thành, trở lại A Đoá thợ săn chi bộ bên trong. Nhưng khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn trải qua một loạt phức tạp thủ tục. Loại này cao tinh cấp nhiệm vụ. Xác nhận quá trình tương đối rườm ra, không giống cống thoát nước, chỉ dùng đưa ra mấy trương mang theo thợ săn đánh dấu hình ảnh liền có thể. Thiết Lan ba người đang bận rộn trong quá trình, rốt liền ngồi tại trong tử quán chờ đợi. Hắn tuyển nơi hẻo lánh, hai tay lũng tiến vào tay áo, nắng thủ thế, đi tới trong mộng cảnh. Rốt liếc mắt liền thấy, linh hồn tế đàn bên trên, nổi lơ lửng hai cái to lớn linh hồn. Cơ biến cự thú linh hồn, cường đại linh hồn, cơ biến cự thú là thuần túy hắc ám sinh vật, thôn phệ cùng trưởng thành là nó duy nhất bản năng. Vượt sâu chi ma linh hồn, cường đại linh hồn, vượt sâu chi ma là từ vượt sâu đặc tính đảng sinh ra dị thường ma vật. Nhưng vỡ vùng vượt sâu khiến cho nó lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Vượt sâu chi ma linh hồn miêu tả có chút ý tứ, về sau có lẽ có thể đi nghiệm chứng một chút. Rốt không có quá nhiều do dự, đem hai cái linh hồn lần lượt đầu nhập vào, chính nghĩa chấp hành bên trong. Chương 158, Hoa Bầu trời đêm mặt đi bên trên, to lớn linh hồn như lưu tinh cắm vào màu vàng sáng trong tinh thần, ngôi sao tia sáng lập tức giống hỏa diễm bốc cháy lên. Làm cơ biến cự thú linh hồn quăng vào đi thời điểm, chính nghĩa chấp hành, cường độ theo 1024 tăng lên tới 1159. Làm vượt sâu chi ma linh hồn quăng vào đi thời điểm, chính nghĩa chấp hành, cường độ theo 1159 tăng lên tới 1510. Rốt linh hồn cường độ cũng theo 1264, một chút bay vọt đến 1750. Tăng cường gần 1 phần 3. Xem ra cường đại giữa linh hồn, cũng là có chênh lệch thật lớn. Vượt sâu chi ma linh hồn, sau cơ biến cự thú linh hồn mạnh gần 3 lần. Nhìn qua chiếu sáng hơn phân nửa mặt đi thứ ba ngôi sao, rốt lại một lần lộ ra nụ cười. Ngôi sao cái cuối cùng vị thế, bình thường là phía trước tất cả vị thế chi cùng, cho nên, làm cường độ đạt tới hai nghìn lúc chính nghĩa chấp hành cũng liền đạt tới địa vị cao nhất thế lại đi ra hai đến ba chuyến liền có thể làm chính nghĩa chấp hành đến vĩnh hằng chi hỏa về sau hắn sẽ phải tự tay chế tác tạo của linh hồn bắt đầu tăng lên linh chu linh chu ngôi sao này mặc dù rất yếu nhưng nó tin có thế lại rất hữu dụng tăng lên vị thế về sau triệu hoán đi ra linh chu cũng có thể chạy càng nhanh linh năng tiêu hao thấp hơn cái này lại là nhất trọng an toàn bảo hộ nếu như trong lúc này còn có thể tìm tới có được đặc thù linh hồn quái vật kia liền có thể nhóm lửa kế tiếp ngôi sao rốt bỗng nhiên tràn ngập lòng tin trở lại thế giới vật chất tại thợ săn trong tử quán ngon lành là ăn một bữa bữa ăn khuya nấm thịt nướng cùng mật ong hoa tử thực tế rất hợp khẩu vị mỹ thực và rượu ngon là trên thế giới này tốt đẹp nhất sự vật một trong tại dạng này tàn khốc dưới hoàn cảnh còn có thể hưởng thụ được không thể không nói cho Rian nhân loại thật sự là vĩ đại. Mấu chốt còn là miễn phí. Từ A đóa hữu nghị đưa tặng. Trong tử quán không có gì thợ săn, ước chừng hơn 200 bình rộng rãi trong không gian, chỉ vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy vị thợ săn, bọn hắn đều mặc thật dài thợ săn áo khoác, mang theo thợ săn mũ trùm, yên lặng một người uống rượu, không biết đang chờ cái gì. Mà ban ngày lúc trong tử quán thợ săn cũng không nhiều có lẽ đoàn thợ săn bên trong không có người nào. Rốt nghĩ thầm. Đại khái hai cái giờ chung về sau, thiết lan ba người mới rốt cục giao tiếp xong nhiệm vụ. Thanh thảo trấn chi viện nhiệm vụ thu hoạch được 9.000 ngân tác ban thưởng, vượt sâu chi mà đánh giết thu hoạch được 6.000 ngân tác ban thưởng. Đồng thời còn vì thiết lan ba người mang đến 60 phần kinh nghiệm cùng 60 phần vinh dự. Đoàn thợ săn hết thảy có 9 cái tinh cấp, mỗi 100 phần kinh nghiệm, liền tăng lên một cấp cao nhất chính là cửu tinh thợ săn, tinh cấp chỉ đại biểu ngươi quá khứ kinh lịch, cao tinh cấp thợ săn không nhất định rất mạnh, nhưng kinh nghiệm nhất định rất phong phú. Thợ săn vinh dự thì là trọng yếu ban thưởng, nó có thể hối đoái rất nhiều vật tư và phúc lợi. Lúc đầu bởi vì rốt tinh cấp quá thấp là không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm cùng vinh dự, nhưng thiết lan ba người dựa vào lý lẽ biện luận. Kiệt lực cho thấy rốt ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, cũng không phải là vậy nước lưu manh thợ săn tổng bộ trải qua liên tục sau khi xác nhận, phá lệ để cho rốt đồng dạng ban thưởng. A à đóa đầy mặt dáng tươi cười đem chứa 60 khỏa nhỏ miếng sắt vinh dự hộp đưa cho rốt. Đây là ngươi thợ săn vinh dự, có nhu cầu lời nói có thể đi thợ săn tổng bộ hối đoái nha. Sô rông ca, ngươi thật thật là lợi hại A, à, lần thứ nhất ra ngoài nhiệm vụ liền hoàn thành như thế lớn một cái hành động vĩ đại, ta nghe bọn hắn giảng thời điểm, trái tim đều nhanh nhảy ra à đóa thao thao bất tuyệt thổi phòng rốt. Theo từng cái phương diện khen ngợi hắn cường đại, cũng biểu thị về sau đến nàng nơi này, bất luận ăn bất kỳ vật gì đều là miễn phí. Theo nàng đỏ bừng gương mặt cùng lập lệ tỏa sáng trong ánh mắt có thể thấy được, cái này ăn đồ vật, hiển nhiên không chỉ bao quát đồ ăn. Cho nên, sô rong ca ca, cái này mới 64 phần cống thoát nước nhiệm vụ, giúp ta hoàn thành có được hay không? 3. Rốt che mặt ta liền biết. Nhưng nhìn qua thiếu nữ nước mắt trưng trưng mắt to, lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. À, ta liền biết xô rồng ca ca tốt nhất rồi. Làn gió thơm đập vào mặt, nóng ướt khí tức tại rốt trên gương mặt lưu lại một đạo vết tích. Thiếu nữ cười nhẹ chạy đi, đem không gian lưu cho thiết lan ba người. Trà ngọc nhìn qua à A đoá đi xa bóng lưng, hé miệng cười nói, tiểu rốt, A à đoá nha đầu rất không tệ A, à, muốn hay không cân nhắc về sau nàng sinh con ta có thể chiếu cố. Vì cái gì các ngươi luôn luôn có thế theo một nụ hôn, cấp tốc liên tưởng đến hài tử phía trên. Rốt ưu sầu mà nhìn xem trên tay thật dày 64 tấm nhiệm vụ tin vắng, cảm thấy 10 phần xoắn suýt. Thanh lý cống thoát nước với hắn mà nói xác thực không khó, nhưng hắn linh năng đã còn thừa không có mấy, lẫm liệt chi thanh kích nhất phải mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà thức tỉnh di chứng cũng xuất hiện trong linh hồn tràn ngập khô kiệt mỏi mệt cảm giác. Thiết Lan tặng hắn một cái, nói, trải qua chúng ta thương nghị, nhiệm vụ hết thảy 15.000 ngân tác, chúng ta quyết định phân cho ngươi 10.000 ngân tác, dù sao ngươi xuất lực lớn nhất, nếu như không phải ngươi, chúng ta rất có thể đã chết ở nơi đó. Rốt không có có ý tốt nói chuyện. Nếu như không phải hắn, vượt sâu chi ma căn bản sẽ không xuất hiện, bọn hắn cũng căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng hắn hiện tại cũng mười phần thiếu tiền đánh giết vượt sâu chi ma một hơi hao hết sạch hắn tất cả hàng tồn lại muốn đi nhập hàng cái này mười nghìn ngân tác vừa vặn có thể đền bù hắn thâm hụt cho nên hắn cũng không có cự tuyệt yên lặng tiếp nhận tiền sau đó bốn người đơn giản trò chuyện một hồi liền chia tay cáo biệt mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình sự tình thiết lan là một vị mồ côi phụ thân thê tử của hắn cũng là một vị thợ săn nhưng tại một lần nhiệm vụ lúc nhận không thể vãn hồi trọng thương, lâm vào vĩnh cửu ngất xỉu, mỗi ngày đều muốn ăn một phần màu trắng cốt tủy cho, nếu không liền sẽ tử vong, mà hắn còn có bốn đứa bé cần chiếu cố. Con cọp cũng là một vị bi thảm nam nhân. Cha mẹ của hắn, chính cái huynh đệ tỷ muội, tất cả đều tại một lần trong tập kích nhận nghiêm trọng lây nhiễm mà chết đi, chỉ còn lại 12 tên hài tử, hắn kiệt lực nuôi dưỡng bọn hắn, thậm chí bởi vậy đến nay một thân một người trà ngọt tình huống hơi tốt một chút trường phu của nàng tại vinh dự bên trong chiến tử vương thành cấp cho đại lượng tiền trợ cấp nàng hai đứa con trai đã lớn lên mặc dù không có kẻ giữ lửa thiên phú nhưng lại đều đang cố gắng học tập muốn trở thành được người tôn kính học giả nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là chuyển tới an toàn sáng tỏ giàu có thượng thành khu để hai đứa con trai tại tốt nhất trong hoàn cảnh sinh hoạt bọn hắn đều là rất rất cần tiền người lại nguyện ý cho ta phân nhiều như vậy thực là không tồi đồng bạn về sau có cơ hội có thể giúp bọn hắn một chút rốt đem tiền nhét vào trong ngực dự định lại đi hôi nhai tìm dược bà làm một chút vật liệu một khôi lỗi là thật dùng tốt nhưng linh năng khôi phục chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua để hoàn thành rốt linh năng cùng những người khác không giống lắm khôi phục linh năng dược tệ đối với hắn tác dụng rất nhỏ thủ hộ chi hỏa đối với hắn tăng thêm cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bất luận cái gì linh năng minh tưởng huấn luyện, linh năng cường hóa tu hành, linh năng tăng trưởng dược tệ đều đối với hắn không có hiệu quả. Rốt chỉ có thể dựa vào nhóm lửa ngôi sao biện pháp đến tăng cường linh năng, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân đến chậm rãi khôi phục. Cho nên, tại về sau trong hai ngày, rốt chỉ có thể một bên ở trong cống thoát nước nhàn nhã dạo bước, một bên dùng nhất tiết kiệm linh năng biện pháp diệt đi 64 cái cống thoát nước nhiệm vụ mặc dù hiệu suất sau 7 cái giờ chung hoàn thành 34 cái cống thoát nước nhiệm vụ hành động vĩ đại muốn thấp không ít, nhưng rốt đồng thời cũng tại khôi phục linh năng. Khi hắn đi A Đoá thợ săn tử quán trả lại 64 cái cống thoát nước nhiệm vụ lúc, hắn linh năng đã khôi phục gần một nửa. Bởi vì liên tục nhận thợ săn tổng bộ tán dương mà hân hoang bắn ra bốn phía A Đoá, ngượng ngùng mời rốt đợi nàng buổi tối tan việc đi nhà nàng nhìn sẽ phun nước hoa bách hợp. Rốt mặc dù hơi có động lòng, nhưng xin nghỉ phép thời gian đã kết thúc, hắn nhất định phải trở lại căn cứ bí ẩn. Chỉ có thể khác ước thời gian. Chương 159, màu vàng lấp lánh nữ võ thần. Trở lại căn cứ bí ẩn lúc, rốt phát hiện đỉnh tim bang huấn luyện viên xô rông vậy mà không tại, thay thế hắn huấn luyện học viên chính là màu vàng lấp lánh nữ võ thần Teresa vị này tư thế hiên ngang tiểu tỷ tỷ tự hồ tại bọn này kẻ đỉnh tim bên trong cũng có một chút uy vọng một chút kiệt ngạo bất tuần gia hỏa cũng đè xuống yêu cầu của nàng dẫm tại trượt trên bàn cứng rắn kéo chừng ba giác dày cao su lực cản mang đại hùng ngươi phát lực có vấn đề ta nói bao nhiêu lần mắt cá chân không muốn quá độ trong xoáy sẽ giảm xuống đối nội bên cạnh dọc mu bàn chân chèo chống từ đó giảm bớt lực bảy cùng lực bộc phát khi ngươi cường hóa lực lượng linh năng vượt qua 50.000 khắc về sau, trận đối với phản tác dụng lực hấp thu sẽ giảm xuống, ngươi không nghĩ một bước xuống dưới ngươi chỉ nửa bước gãy mất A. À. Mắt ưng, thêm điểm khí lực, lực cản mang kéo đến 20 giác. Một giác cũng không thể thiếu. Jessica tỷ tỷ, cái này cánh tay động tác không thể làm như vậy, sẽ đánh đến ngực của mình. Kim nón trụ giáp đỏ Teresa tại thượng tầng sân huấn luyện vừa đi vừa về tuần sát giống huấn luyện viên uống nắng bọn hắn trong mỗi một cái động tác nhỏ xíu khác biệt. Các học viên bất luận nam nữ đều đang tiến hành lực lượng huấn luyện. Mỗi người trên thân đều mồ hôi đầm đìa, nhưng không có người có lời oán giận, tố chất thân thể là phi thường trọng yếu, quá thể chất yếu đuối là không cách nào gánh vác lên cường đại linh năng. Rốt bước vào sân huấn luyện lúc, Teresa liếc mắt liền thấy hắn. Tiểu rốt, ngươi trở về a, à? Sô rông huấn luyện viên trước khi đi đặc biệt an bài huấn luyện của ngươi nội dung, mau tới đi. Lâu dài được xưng, nữ võ thần Teresa có một đầu đỏ rực tóc, sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt, tú khí lông mày, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo. Anh đào miệng nhỏ, còn có thủy tinh màu lam nhạt đôi mắt, mỉm cười thời điểm rất mê người, nhưng rốt biết, nàng trên thực tế là toàn bộ đỉnh tim bang bên trong trận thân vật lý tác chiến mạnh nhất. Mỗi lần biểu thị lúc tác chiến đều là nàng cùng huấn luyện viên xô rồng giúp đỡ, cái kia như gió bão mưa rào công thủ để ở một bên chạy vòng rốt hoa mắt. Nàng cũng là rốt tại cái này, đỉnh tim bang, bên trong duy nhất chen mồng vào được người quen. Đương nhiên, đây cũng không phải bọn hắn tận lực cô lập rốt, chỉ là rốt bản thân phi thường bận rộn, lại muốn huấn luyện, lại muốn nghiên cứu mộng cảnh. Còn muốn đi theo binh giáo sư học tập ngôn ngữ, căn bản không có nhàn rỗi, càng không cách nào cùng bọn hắn cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà duy nhất có thế có cơ hội giao lưu tác chiến huấn luyện rốt lại cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái vị diện bên trên mỗi ngày tại làm cơ sở huấn luyện cùng tiến hành cấp cao huấn luyện bọn hắn không có chủ đề không cách nào giao lưu chỉ có teresa bởi vì bị sô rông giao phó giám sát rốt lên lớp chức trách cho nên mới hơi quen một điểm hôm nay là tiểu tỷ tỷ huấn luyện đâu rốt thở dài một hơi hắn nhưng là đáp ứng xô rông muốn đem xin nghỉ phép khóa đều bổ sung trong lòng đang lo lắng bất an không nghĩ tới xô rông vậy mà không tại có lẽ có thể nhẹ nhõm một điểm nhưng hắn cao hứng quá sớm vạn vạn không nghĩ tới chính là teresa vậy mà không giảng một điểm người quen thể diện vào chỗ chết thao luyện hắn chân của ngươi dạng này dùng linh năng không sợ đem ngươi cái chân thứ ba bẻ gãy rồi ta nói qua rất nhiều lần cảm nhận linh năng cùng ý thức ở giữa nhìn không thấy liên kết, khống chế sức mạnh hình thành cùng phóng thích. Thêm điểm lực, quá yếu. Ta năm tuổi muội muội đều sau ngươi có thể đánh. Trong huấn luyện Teresa 10 phần nghiêm khắc. Cùng nàng bình thường ôn hòa lễ phép hình tượng hoàn toàn tương phản. Rốt chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn vậy mà lại hoài niệm xô rông tồn tại, mặc dù hắn cùng Teresa tiểu tỷ tỷ có rất nhiều thân thể tiếp xúc, nhưng vị này nữ võ thần lâu dài mặt nàng khôi giáp, lại lạnh lại cứng trắng, một chút cũng không kiều diễm. Bất quá, mặc dù huấn luyện rất vất vả, nhưng hắn còn là cắn răng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Teresa tán thưởng nói, lực ý chí không sai, không hổ là màu đen thùng cơm. Mẹ nó, ta nhất định phải đem cái danh xưng này đổi. Người ta là màu vàng lấp lánh nữ võ thần, ta dựa vào cái gì chính là màu đen thùng cơm còn mẹ nó chỉ toàn cùng cống thoát nước lôi kéo cùng nhau sau khi kết thúc huấn luyện rốt đỉnh lấy sắp té xỉu ý chí đem hắn theo thanh thảo trấn mang về đặc sản phân cho tất cả mọi người học viên quan hệ giữa hay là muốn đánh tốt nói không chừng về sau muốn cùng bọn hắn cộng tác đến lúc đó rốt hô to một tiếng đừng giết ta đến thời điểm bọn hắn có thể nhớ tới hắn hôm nay tặng lễ vật dừng lại tay phần lễ vật này liền không có trắng thua thiệt kế hoạch rất thành công rốt tiểu lễ vật chiếm được bọn hắn một chút hảo cảm. À, ta thích nhất uống cỏ xanh trà. Đầu này thanh hoa dây leo thật xinh đẹp. Nguyên sinh ra cây củ cải tinh dầu, thật là thơm, cảm ơn ngươi, rốt tiểu tiên sinh. Đỉnh tim học viên hết thảy 33 người, có 12 người chính ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rốt liền đem cái này 12 phần lễ vật giao cho Teresa, để nàng giúp hắn đưa tặng cho bọn hắn. Teresa vui vẻ nhận lấy, đem mấy ngày nay nhiệm vụ huấn luyện an bài nói cho hắn. Rốt kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là huấn luyện viên Soron, lý luận lão sư Richard, linh hồn đại sư Priscilla, cũng tất cả đều không tại. Teresa nói cho hắn, bọn hắn là trở về thực hiện chức trách. Kim quốc học viện lão sư, phần lớn đều là kim chức. Liền xem như chuyên trách, cũng sẽ thay phiên tiến vào chiến trường. Mà Soron là kỳ sĩ đoàn thượng cấp kỳ sĩ, Richard lão sư là đệ nhất khu vực phòng thủ thủ hộ giả, Priscilla lão sư là thánh giáo hội chiến đấu tu nữ. Bọn hắn là tại tu chỉnh trong lúc đó mới đến đây bên trong lên lớp, một mặt dạy bảo học viên, một mặt khôi phục linh năng. Một khi khôi phục kết thúc, bọn hắn liền trở lại riêng phần mình trên cương vị, thẳng đến lần tiếp theo tu chỉnh. Nghe đến đó, rốt trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ta không phải cũng có thể như vậy sao? khôi phục linh năng trong lúc đó liền trở lại căn cứ bí ẩn trung thượng khóa học tập. Khôi phục kết thúc liền lập tức đi đoàn thợ săn chấp hành nhiệm vụ. Học tập trưởng thành hai không lầm. Ha ha ha, cái này kêu là hai tay bắt. Rốt lập tức đem hắn ý nghĩ nói cho Teresa. Teresa mỉm cười nói, vậy dạng này đi, ngươi ở căn cứ đợi ba ngày, nếu như có thể hoàn thành toàn bộ huấn luyện, ta lại nhóm ngươi ba ngày nghỉ nếu như có thế một mực hoàn thành đâu kia liền một mực nhóm tốt một lời đã định nữ võ thần nói lời không cho phép đổi ý nha teresa nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn có chút nụ cười để con mắt của nàng công công mười phần đáng yêu cố lên a tiểu rốt ba ngày bên trên sáu ngày khóa áp lực rất lớn hừ yên tâm đi ta nhất định có thể hoàn thành rốt tự tin nói lớn không được không ngủ dù sao hắn có mộng cảnh ghế đu, có thể cấp tốc khôi phục mỏi mệt cùng tinh lực. Còn có, Teresa, đừng cứ mãi gọi ta nhỏ, ta rất nhanh liền trưởng thành, bất luận là niên kỷ còn là thân cao, bất luận là thực lực cùng kỹ thuật. Đang muốn rời đi Teresa xoay người lại, theo mặt bên phóng tới tia sáng để nụ cười của nàng có chút mơ hồ. Khi liền nói xong a, à, nhất định phải nhanh lên lớn lên, Jessica các nàng đều chờ đợi ngươi đến cứu vớt đâu, rốt đại ca ca nàng khẽ cười một tiếng. Rời đi sân huấn luyện. Chương 160, Nữ thần cần ta. Về sau ba ngày, rốt cơ hội bộc phát ra hồng hoang chi lực, toàn lực hoàn thành tích lũy lại đến huấn luyện cùng học tập nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ một nửa giờ chuông, mộng cảnh ghế đu cho thấy cường đại năng lực khôi phục, tinh thần càng mỏi mệt, ở phía trên ngủ say khôi phục càng nhanh. Một nửa giờ chuông là trải qua tính toán về sau thời gian tốt nhất. Còn lại 14 nửa giờ chuông, rốt phân biệt dùng cho học tập lọc mất chương trình học, bổ sung lọc mất huấn luyện, ăn lọc mất cơm nước. Không sai, ba ngày này rốt liền ăn đồ vật đều là gấp đôi lượng. xô rông căn cứ tuổi của hắn cùng tố chất thân thể, cố ý an bài tăng lên thể chất đồ ăn, đây đều là đến từ thú chi thành tinh hoa đồ ăn, cũng hỗn hợp đến từ bi rong luyện kim chế dược công chỗ thường đẳng dược tề. Mặc dù rốt không nhận linh năng dược tề tăng thêm, nhưng thể chất dược tề vẫn hữu dụng. Teresa cũng đem rất nhiều tinh lực tung ra ở trên người hắn, không chỉ là thiếp thân huấn luyện, liên tác hơi thở thời gian đều điều chỉnh phải cùng hắn đồng dạng. Nàng nhưng không có mộng cảnh ghế đu, Chỉ có thể nói không hổ có nữ võ thần danh hiệu nữ nhân, lực ý chí xác thực cường hãn mặc dù Teresa rất ít đề cập nàng chuyện cũ, nhưng rốt theo những người khác trong miệng cũng biết một chút trải rác tin tức. Nghe nói, nàng rất sớm đã trở thành đặc thù học viên, linh hồn của nàng đặc tính là thánh hóa, có thể đem linh năng biến thành thuần kim sắc hoàng kim linh năng, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, nàng tại học viện chỉ đợi một năm, liền tiến về ở vào tây bắc bộ Bắc Chi Thành, ở nơi đó, nàng lập nên vô số huy hoàng chiến tích thu hoạch được trong thành tất cả nhân viên chiến đấu cùng không phải nhân viên chiến đấu Tôn Kính. Bởi vì nàng cường đại năng lực cận chiến, lâu dài người mặc màu vàng khô giáp. Ở trên chiến trường di động cao tốc chiến đấu, bọn hắn Tôn Kính xưng hô nàng là màu vàng lấp lánh nữ võ thần. Bí ẩn chi nhánh tại trụ hoạch kiến lập trong quá trình, cái thứ nhất trúng tuyển danh sách chính là nàng. Nàng là thuần túy vật lý tác chiến lưu phái, có được cường đại chiến đấu kỹ nghệ được sự dạy bảo của nàng rốt rốt cục bắt đầu bổ khuyết hắn to lớn trống chỗ chiến đấu chương trình học rốt cục đem hắn một chân bước vào chiến đấu điện đường đại môn chí ít một chút cơ sở động tác là ra dáng mà ở trong quá trình huấn luyện teresa kinh ngạc phát hiện vị này thiên phú kinh người nhưng mới ra đời như tiểu học đệ linh năng tựa hồ tăng cường không ít cảm giác ta bị sai sao teresa lúc hướng dẫn rốt huấn luyện phát lực cùng thụ thân kỹ xảo lúc kỳ quái hỏi ngươi thật giống như sau ba ngày trước mạnh không ít ở trong quá trình né tránh bởi vì tốc độ quá chậm bị nàng lấy một cái rất bất nhã tư thế đặt ở dưới thân rốt thở hổn hển nói cái này thật kỳ quái sao bí ẩn chi nhánh xây dựng không phải liền là cho chúng ta chế tạo một cái thích hợp nhất trưởng thành hoàn cảnh sao các ngươi trưởng thành không nhanh sao ừm còn tính có thể chứ kỳ thật chúng ta những người này phần lớn đều đã đi lên tiền tuyến Huấn luyện chỉ là vững chắc chúng ta cơ sở, chiến đấu chân chính mới có thể giải phóng linh hồn của chúng ta, linh cảm xuất hiện một khắc này, linh hồn của chúng ta liền sẽ trưởng thành, bí ẩn chi nhánh cho chúng ta cung cấp, là một cái càng thêm hiệu suất cao đoàn đội hoàn cảnh. Không sai, ta cũng giống vậy. Teresa hơi có hoang mang mà nhìn xem hắn, nhưng người cơ sở quá kém, cùng hoàn toàn không có huấn luyện qua tân sinh không có khác gì. Mặc dù ta xem qua ngươi hồ sơ, nhưng rất khó tưởng tượng ngươi ở trên chiến trường trong rủi bộ dáng, kỳ thật, ta cho rằng ngươi hẳn là từ bỏ trưởng thành. Đánh trước xuống cơ sở, dạng này về sau trưởng thành ngược lại càng nhanh. Có lẽ nàng có nhất định đạo lý, nhưng đối với rốt đến nói, đây là tuyệt không có khả năng. Hắn lập tức phản bác, ngươi đây là thành kiến, ta có ta trưởng thành phương thức, ngươi không thể quơ đổ cả nắm, ưng thuận hứa hẹn là không cho phép đổi ý nha. Thế nhưng là, tiểu rốt, Ngươi biết không chúng ta những người này theo rất nhỏ liền bắt đầu cơ sở huấn luyện tại trở thành kẻ giữ lửa về sau mới có thể hậu tích bạc phát người có chút động tác kỹ xảo phát lực thật liền ta năm tuổi mùi mùi cũng không bằng rốt dùng sức vận lên linh năng đẩy nàng một chút định dùng hành động thực tế thuyết phục nàng nhưng không nhúc nhích tí nào ách ngươi không có cảm nhận được lực lượng của ta biên độ lớn tăng lên sao có một chút đi lực lượng của ngươi quá nhỏ cảm giác của ta có chút mơ hồ. Rốt hơi có lúng túng nói, ta linh năng cũng nhanh muốn tiếp cận ba nghìn khắc, đây không phải tiêu chuẩn nhân viên chiến đấu linh năng cường độ sao. Teresa từ trên người hắn, đưa tay kéo hắn một cái, mỉm cười nói, tiểu rốt, chúng ta không giống, chúng ta là tinh anh trong học viên kẻ đứng đầu nhất, là vương thành ký thác trọng yếu kỳ vọng tương lai tân tinh. Là muốn dẫn đầu Torian nhân loại chống cự hắc ám cường giả bên trong một bộ phận. Ngoại trừ ngươi, trong chúng ta thấp nhất linh năng cường độ là 40.000 khắc, nếu như chúng ta chính thức kết nghiệp, phần lớn là cấp 6 hoặc cao hơn nhân viên chiến đấu, sẽ trở thành nào đó chi quân đoàn chiến đấu tập quần đại đội trưởng, hoặc kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ bạch linh kỵ sĩ, hoặc cái nào đó khu vực phòng trưởng. Mà kiên quốc trong học viện đại đa số học viên kết nghiệp tiêu chuẩn, chỉ là cấp 9 nhân viên chiến đấu, đặc thù học viên cùng một số nhỏ người ưu tú, sẽ trở thành cấp 7 nhân viên chiến đấu bí ẩn chi nhánh đa số thành viên cũng là như thế cho nên tiểu rốt con đường của ngươi còn rất dài nha teresa lời nói để rốt rõ ràng hiểu rõ đến thực lực của hắn bây giờ đẳng cấp tại không sử dụng ngoài định mức thủ đoạn dưới tình huống hắn cũng chỉ là một cái bình thường nhân viên chiến đấu khoảng cách những nhân loại này tương lai kình thiên trụ lớn nhóm còn là chênh lệch rất lớn cái này cũng càng để hắn hiểu rõ đến hắn nhận coi trọng trình độ không có bất luận cái gì cơ sở vừa mới nhập học mấy tháng linh năng mười phần nhỏ yếu hắn vậy mà liên tục đạp phá cửa hạm chen vào đứng đầu nhất trong vòng luẩn quẩn đại khái là bởi vì hắn hoàn toàn thân phận của kẻ linh thì cùng kinh người quá khứ chiến tích đi nếu như có thể cùng bọn hắn cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hẳn là sẽ có không ít cơ hội có lẽ phải không được bao lâu rốt nghĩ thầm trong ba ngày qua trừ cấm để lọc bổ sung bên ngoài, rốt đồng dạng còn muốn hoàn thành mới chương trình học cùng huấn luyện. Bởi vì bình quả trấn ri chơ cùng linh hồn đại sư Priscilla đều trở lại bọn hắn trụ sở đi, chương trình học là từ hai vị mới lão sư bên trên. Bọn hắn theo thứ tự là thượng cấp kỵ sĩ gió tát. Cùng thứ hai khu vực phòng thủ thủ hộ giả mới Cilia hoa hồng Lily V. Mặc dù rốt rất chân thành muốn học tập, nhưng hai vị này lão sư thực tế có chút kỳ hoa thượng cấp kỵ sĩ gió táp là một vị gã đại hán đầu trọc, luôn luôn cổng một thanh dài dài cự kiếm, hắn giảng bài nội dung rất đơn giản, chính là làm sao cắt quái vật. Nhưng tại rốt nghe tới, hắn giống như là đang dạy bọn hắn làm sao cắt cà rốt, cắt cà chua, cắt khoai tây. Hắn thường dùng nhất lời nói chính là, chỉ cần đem quái vật giết, nó liền chết. Mà giảng bài nội dung phần lớn là, theo phần đuôi nghiêng cắt, thân đau để nằm ngang trước lăn một bước về sau lại cắt, có thể thu hoạch được lớn nhỏ đều đều cắt khối, dạng này giết chết quái vật, hắn sinh ra quái vật cho cốt giá trị cao hơn. Trước đi đầu, tìm tới chỗ lõm xuống, cắt một đao nữa, xuôi theo nhất lõm đường dây này cắt xuống đi, nước liền sẽ không vẫy ra tới. Làm sao nghe, làm sao giống cắt rau quả. Mà thủ hộ giả Lily Vi càng là không cách nào hình dung. Nàng toàn bộ hành trình đều tài giảng làm sao khống chế hỏa hầu, cái gì đại hỏa, lửa nhỏ, chậm lửa, ấm lửa, số lượng vừa phải lửa, nghe vào tự như mới phương Tây đầu bếp dạy bọn họ làm sao đun nấu quái vật. Có lẽ là quá cao cấp, ta hiện tại còn nghe không hiểu mà thôi. Rốt lặng lẽ nghĩ, chỉ có thể đem những lời này nhớ thành bút ký, mà đối đãi về sau lại hiểu rõ. Nhưng nói tóm lại, còn là có nhất định thu hoạch, chỉ ít hắn theo chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng, đối với toàn bộ Trorian nhân loại thế cục có khắc sâu hơn hiểu rõ. Mà nhất có tác dụng, dĩ nhiên chính là cơ sở huấn luyện. Không biết nguyên nhân gì, ba ngày này huấn luyện để rốt thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, trước kia luyện thế nào cũng không đúng chỗ kỹ xảo, bỗng nhiên một chút phúc linh tâm trí, dung hội quán thông. Nhất rõ rệt, chính là đối với linh năng vận dụng, rốt hiện tại đã tiếp cận đến sô rong yêu cầu như hô hấp tự nhiên, tại bất luận cái gì thời khắc, đều có thể bản năng cường hóa lực lượng hoặc mở ra phòng ngự, thật giống như kia là bắp thịt vô ý thức phản ứng. Cái này cực đại tăng cường hắn sinh tồn năng lực, rốt thậm chí cảm giác hắn không cần triệu hoán vật, liền có thể đem vực sâu chi ma đè xuống đất đánh. Trừ cái đó ra, chính là ngôn ngữ học tập. Binh giáo sư biết thời gian của hắn hồi hộp, chuyên môn bớt thời gian vì hắn an bài chương trình học, sửa sang học tập nội dung, chính là vì hắn có thể càng nhanh nắm giữ càng nhiều ngữ pháp cùng từ đơn, hiểu rõ ngôn ngữ mạch lạc. Không thể không nói, cái này đưa đến tác dụng cực lớn, rốt mấy ngày này đối với mộng cảnh nghiên cứu nhanh một mảng lớn, không chỉ có triệt để biết rõ xâm lấn nguyên lý, còn hiểu hơn rất nhiều càng sâu ngôi sao tri thức. Tỷ như, hắn hiện tại đã có thể theo cho tàng bên trên phán đoán một cái ngôi sao mạnh yếu. Khá mạnh ngôi sao có thể vì hắn cung cấp càng nhiều linh năng yếu kém thì sẽ chỉ cung cấp rất ít một điểm, mà còn có nào đó một loại ngôi sao, bọn chúng tin có thể chính là cung cấp càng nhiều linh hồn cường độ. Nếu như có thể thắp sáng những ngôi sao này, linh hồn của hắn cường độ sẽ được đến bay vọt. Nói tóm lại, ba ngày này thu hoạch mười phần to lớn, để rốt khắc sâu hiểu rõ đến chiến đấu về sau tiêu hóa tầm quan trọng. Mà lại, bởi vì trước đó đưa tặng lễ vật quan hệ, hắn cùng những này tương lai tân tinh nhóm chính một chút xíu chí ít đến gặp mặt chào hỏi trình độ. Rốt đặc biệt chú ý tới, đỉnh tim bang bên trong, có một đám phi thường tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Hắn đã từng ở trong đặc thù học viên gặp qua các nàng, là một cái rất kỳ quái đoàn thể. Căn cứ hắn trước kia nhận biết. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhóm bình thường sẽ không phi thường tụ tập, bởi vì tất cả đều là hoa tươi, sẽ có vẻ không có chủ thứ, nhất định phải có lá xanh phụ trợ, mới có thể hiện ra hoa diễm lệ chúng mỹ nhân tụ thành một cái đoàn thể, bản thân liền rất kỳ quái. Mà sau đó rốt biết, trong cái quần thể này, một cái tóc lam đại mỹ nhân chính là Teresa nói tới Jessica tỷ tỷ. Vậy cái này quần thể, chính là Teresa nói tới, chờ lấy hắn cứu vớt Jessica cùng nàng bọn tỷ muội. Nhưng càng một bước tiếp xúc để hắn hiểu rõ đến, bọn này mỹ nhân là toàn bộ đoàn thể bên trong linh năng cường độ cao nhất một đám người. Bình quân linh năng cường độ đều vượt qua 100.000 khắc, là rốt hơn 30 lần trở lên. Teresa nha đầu này là cho ta nói đùa à? Mạnh như vậy mùi tử, ta dùng cái gì đi cứu vớt, trứng sao? Thiệt thòi ta còn có một chút chờ mong đâu. Rốt cảm thấy mười phần đau răng. Được rồi được rồi, ta vẫn là đi cứu ta nhỏ A à đóa đi tốt. Ngày cuối cùng, Rốt vượt mức hoàn thành xô rông huấn luyện viên lưu lại nhiệm vụ huấn luyện làm huấn luyện viên phụ tá Teresa cũng tuân thủ hứa hẹn, cho hắn phê chuẩn 3 ngày nghỉ. Căn cứ bí ẩn một trong những người tổng phụ trách Uy La vì thế còn chuyên môn đi tìm nàng. Vì cái gì lại xin nghỉ? Ta đáp ứng nha. Rốt đặc huấn là vương tự mình hạ lệnh, dạng này ba ngày hai đầu nghỉ ngơi sao được. Nhưng ta đáp ứng nha. Hắn xác thực hoàn thành kế hoạch, nhưng đây càng chứng minh hắn còn có tiềm lực có thể đào, Chúng ta có thể định ra cường độ cao hơn kế hoạch Nhưng ta đáp ứng nha Willa không nói nhìn xem nàng Trầm mặt rất lâu sau đó thở dài Tốt à, nghe ngươi Chúng ta nữ võ thần các hạ Tuy là nói như vậy Nhưng hắn còn là chuyên môn liên hệ ngay Tại tiền tuyến tác chiến Sô Rông Ra ngoài ý định chính là Sô Rông cho ra đồng dạng trả lời Nghe Teresa Willa nhìn không được hỏi Vì cái gì Hắn là trợ thủ của ta cũng là ta kiêu ngạo nhất học sinh ta tín nhiệm nàng nếu như ngươi tín nhiệm ta liền nên tín nhiệm nàng tốt à willa thở dài một hơi cô soi chiến thần tiên sinh hy vọng ngươi về sớm một chút ta rất nhanh liền sẽ trở về đặc thù linh năng thông tin bên trong truyền đến thượng cấp kỵ sĩ xô Đông ý vị thăm trường thanh âm nhưng olivia nữ thần các hạ hiện tại còn rất cần ta a à sơn hết sức xin lỗi gần nhất đổi mới không quá ổn định kiểu gì cũng sẽ ngẫu nhiên muộn một chút có lẽ có một chút xíu ngắn mời cho a sơn một chút xíu thời gian điều chỉnh